Họ cần có một chiến thắng để có thể có được ngôi đầu bảng regular season cũng như tạo đà tinh thần thật tốt để vào được playoff. Thì cũng giống như mọi khi thì cặp matchup mà tôi chú ý ngày hôm nay nhất vẫn là hai ngoại binh, hai cầu thủ có khả năng tấn công đa dạng nhất của VBA mùa giải năm nay, đó là Kendrick Buckley của sàn Heat cũng như là Jeremy Smith của City Wing. Hai cầu thủ này đều có thể gọi là những cầu thủ ghi điểm xuất sắc nhất của mùa giải VBA năm nay, với 30.4 điểm mỗi trận của Kendrick Buckley và 29.2 điểm mỗi trận của Jeremy Smith, và field goal của họ cũng tương đồng nhau, 57.8% của Kendrick Buckley và 57.3% của Jeremy Smith. Thì đây là một luôn luôn là một trong những cặp matchup thật sự là ngang tài ngang sức của hai đội bóng. Và là một thành viên của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia thì chắc chắn là anh Nghĩa lúc nào cũng sẽ để ý đến các đội binh đúng không ạ? Thật sự trong trận đấu này thì tôi để ý đến hai nội binh đang thật sự rất là thi đấu rất là xuất sắc, có khả năng ném xa rất là tốt trong mùa giải năm nay, đó là Võ Kim Bảng của Sang Hit và Trần Văn Trung của City Wings. Võ Kim Bảng là một cầu thủ đã thành danh từ lâu qua 2-3 mùa giải liền của BBA, anh ta luôn được biết đến là một trong những cầu thủ ném xuất sắc. Tuy nhiên năm nay là một năm rõ ràng là một năm rất là tiến bộ của cầu thủ Trần Văn Trung, với khả năng ném 3 điểm của Trần Văn Trung là 39.3% ném 3 hiệu suất so với 42.2% ném 3 của Võ Kim Bảng. Thì đây là một hiệu suất rất là đáng so sánh tương quan giữa hai cầu thủ và chứng tỏ được cái sự tiến bộ của Trần Văn Trung trong mùa giải hôm nay. Và Võ Kim Bảng và Trần Văn Trung là hai cái tên nội binh tôi muốn nhắc đến trong trận đấu ngày hôm nay. Và ngày hôm nay cũng là một trận đấu rất là đặc biệt đối với cả hai đội, không chỉ là một trận đấu cuối cùng của regular season mà còn là trận đấu để cả hai đội tri ân với khán giả của mình. Và ngày hôm nay thì Sài Gòn Heat họ cũng đã chuẩn bị những chú gấu bông rất là màu sắc để có thể dành tặng cho các em nhân dịp Trung Thu, và chắc chắn là họ rất muốn giành chiến thắng. Tuy nhiên thì họ luôn luôn gặp khó khăn trước một Hồ Chí Minh City Wing thi đấu rất máu lửa và chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc đúng không ạ? Thật sự là City Wing và Sài Gòn Heat luôn là một cặp đối đầu, luôn những trận derby rất là máu lửa. Trong trận đấu trước đây ở sân nhà của City Wing thì đến những giây phút cuối cùng thì Sài Gòn Heat mới thắng được City Wing, tính bằng trận đấu tính bằng sao chứ không còn bằng giây nữa. Và Kendrick Buckley ghi hai điểm cuối cùng cho Sài Gòn Heat. Trước đó là Jerry Smith có thể ném một quả gọi là một quả clutch shot, thật là tôi có thể nói là pha bóng đẹp nhất trong năm, trong mùa giải VBA năm nay. Thì luôn luôn trận đấu này là một trận đấu rất là hấp dẫn giữa hai đội. Và City Wing hôm nay họ đến sân của Sài Gòn Heat thì họ cần làm tốt những việc sau để họ có thể có được một kết quả thuận lợi, đó là làm tốt việc box out và rebound với đội hình chiều cao cao to của Sài Gòn Heat, như là Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, như là Kendrick Buckley có khả năng rebound tốt, cũng như là Hassan Thomas và Tim Well. Và họ cần có cách phòng thủ phù hợp để ngăn chặn Kendrick Buckley, có thể họ sử dụng double team với cầu thủ này bởi vì thật sự rất khó có thể một kèm một với Kendrick Buckley. Và họ cần có phương án phòng thủ đối với tay ném ngoài của Sài Gòn Heat, bởi vì Sài Gòn Heat năm nay được biết đến một đội có khả năng ném ba xuất sắc nhất giải. Còn bên chiến thắng còn lại thì Sài Gòn Heat thì họ để có được cái lợi thế trong trận đấu ngày hôm nay thì họ tiếp tục triển khai lối chơi tấn công nhanh cũng như ném ba điểm quen thuộc của mình, và họ có thể sử dụng double team với Jerry Smith cũng như là Jeff sát nhút để hạn chế khả năng ghi điểm của City Wing, và đồng thời họ cũng cần gây áp lực phòng thủ cả sân với lại Vincent Nguyễn để làm chậm nhịp độ tấn công của City Wing. Anh có thấy Hồ Chí Minh City Wings mùa giải năm nay họ sẽ rút được những kinh nghiệm như thế nào cho mùa giải tiếp theo hay không? Bởi vì là chúng ta rõ ràng có thể thấy được là Hồ Chí Minh thi đấu hoàn toàn có thể ngang ngửa với những đội bóng top đầu, và đáng lẽ họ có thể gặp nhiều may mắn hơn trong mùa giải này nếu như không có một số những cái xảy ra ngoài mong muốn đúng không ạ? Thật sự là City Wings thì đầu mùa các nội binh của họ chưa thật sự nóng máy và chưa thật sự bắt nhịp với lại mùa giải của VBA. Và đồng thời là đầu mùa thì họ sử dụng cầu thủ William là một cầu thủ có chiều cao tốt. Tuy nhiên là anh ta có vẻ là không phù hợp với lại chiến lược thi đấu của City Wing. Và bằng chứng là khi đổi Jeff sát nhút, một cầu thủ đến từ châu Âu và có lối chơi hỗ trợ đồng đội rất tốt, cũng như là có khả năng phòng thủ và ghi điểm dưới bản đổ, thì City Wing và các cầu thủ nội binh cũng đã trình làng một bộ mặt hoàn toàn khác. Và thi đấu hầu như ngang ngửa, và những trận City Wing đấu với các đội khác ở cuối mùa giải, từ giữa cho đến cuối mùa giải đều là những trận rất là hấp dẫn. Thì City Wing cần làm tốt hơn cái việc là chuẩn bị đầu mùa giải của mình. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu và thưởng thức trận đấu. Hy vọng rằng cả Sài Gòn Heat và Hồ Chí Minh City Wing sẽ cống hiến cho người hâm mộ những phút giây thật là hấp dẫn. Thank you.
time I feel there's no one to save. This all or nothing really go the way you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to hold, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know I'm gonna play it. Now the day bleeds into nightfall, and you know it needs to get me falling off. Check, check. 1, 2. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chào đón ra sân đội hình thi đấu của đội khách City Wings, Hồ Chí Minh City Wings. Number 1, Vincent Nguyễn. Number 3, Vũ Đoàn Minh Phương. Number 10, Giáp Ganh Sát Nhất. Number 12, Trương Thái Nam. Number 13, Nguyễn Thành Phát. Number 14, Tân Hải Đăng. Number 15, Lê Trần Đăng Huỳnh. Number 16, Nguyễn Thanh Tùng. Number 18, Jeremy Smith. Number 21, Bùi Anh Khoa. Number 46, Phạm Hiền Tài. Number 98, Trần Văn Trung. Head coach of City Wing is Mr. Eric Scott Olsen. Assistant coach Mr. Huỳnh Phước Vinh. Và bây giờ, and now, ladies and gentlemen, make some noise to welcome Sài Gòn Heat! Number 0, Hassan Thomas. Number 1, Quang Lê. Number 3, Tony Hoàng Tô. Number 7, Yu Minh An. Number 11, Võ Kim Bản. Number 12, Nguyễn Huỳnh Thu Vinh. Number 18, Nguyễn Phan Hồng Phúc. Number 21, Nguyễn Hoàng Minh Tuấn. Number 24, Kendro Markley. Number 30, Tim Weir. Number 34, Võ Duy Linh. Number 47, Huỳnh Trực Nhân. Head coach of Sài Gòn Heat, Mr. Matt Van Pelt. Assistant coach, Mr. David John Christ. Xin được trân trọng giới thiệu giám sát viên và tổ trọng tài của trận thi đấu ngày hôm nay. Commissioner referee for this game are Mr. Yong Hyung Lee, Mr. Lê Trường Giang, Mr. Dominic Poma, Commissioner Mr. Lê Việt Đức. Còn bây giờ xin được mời tất cả mọi người chúng ta hãy cùng đứng lên, chỉnh trang y phục để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem. Quốc ca. Xin cảm ơn quý vị, thank you. Two teams, please shake hands. Vâng, các bạn nhỏ chúng ta hãy cùng ở lại chút xíu nha. Các bạn nhỏ hãy ở lại chút xíu ạ. Please stay.
Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn một phần ngày hôm nay rất đặc biệt. Như quý vị cũng đã thấy, trên sân có những bạn nhỏ, các cô bé cậu bé. Đây là những cô bé cậu bé mà các cầu thủ của Sài Gòn Heat luôn dắt tay ra để thực hiện những nghi thức trước trận đấu. Và ngày hôm nay, nhân dịp trước khi trận thi đấu cuối cùng của vòng bảng VBA 2023 diễn ra, Hoài Vũ và Sài Gòn Heat muốn dành cho các bạn nhỏ ở đây hai món quà, với mong muốn rằng các bạn nhỏ hãy luôn giữ một niềm tin vào trái bóng cam, với thể thao, để các bạn học hỏi thêm thật nhiều bài học nữa về sự đam mê, tinh thần đồng đội, sự chăm chỉ bền bỉ, tư duy tích cực, xác định mục tiêu và thật nhiều niềm vui trong từng khoảnh khắc. Và Hoài Vũ, món quà đầu tiên Hoài Vũ muốn gửi đến các bạn là một trải nghiệm được gọi tên ra sân như các cầu thủ chuyên nghiệp. Vâng, quý vị, chuẩn bị dành một tràng pháo tay cho các cầu thủ nhí của chúng ta. Đầu tiên, Đặng Hồng Anh, Trần Kinh Khang, Nguyễn Khắc Anh Danh, Nguyễn Khắc Anh Đức, tiếp theo Đặng Quang Huy, Nguyễn Ba Lâm, Trần Kinh Kha, Nguyễn Tấn Lộc, Châu Hoàng Đăng, Đinh Gia Phúc, Lê Công Minh, Nguyễn Khắc Anh Tài, Tăng Quốc An Khánh, Nguyễn Minh Phúc, Trần Việt Thắng. Và sau đây xin mời các cầu thủ Sài Gòn Heat sẽ trao tận tay món quà thứ hai, đó chính là những chiếc thiệp cảm ơn kèm lời chúc và sự ủng hộ hết mình cho các cậu bé, cô bé trên hành trình chinh phục giấc mơ trái bóng cam. Xin mời. Kính thưa quý vị, những chiếc thiệp đã được trao trực tiếp với những dòng tin nhắn tri ân động viên cho các bạn nhỏ, để các bạn tiếp tục với tình yêu với trái bóng cam, để sau này có thể phát triển hơn nữa và chúng ta có thể thấy được các cô bé, cậu bé sẽ xuất hiện trên sân như các cầu thủ chuyên nghiệp. Và không chỉ tình yêu với trái bóng cam mà các bạn ấy sẽ luôn theo đuổi với ước mơ của riêng mình. Vâng, hy vọng các bạn sẽ không bao giờ ngừng rèn luyện, phấn đấu, cố gắng chinh phục để tốt hơn mỗi ngày, nhằm theo đuổi những giấc mơ, mục tiêu của mình. Chúng ta đang đến với những ảnh từ nhà thi đấu CIS để chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa Sài Gòn Heat và Hồ Chí Minh City Wings. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ regular season của VBA mùa giải 2023. Một trận đấu sẽ có ý nghĩa rất quan trọng với Sài Gòn Heat để họ xác định việc mình sẽ bước vào playoff với tư cách là đội hạt giống số 1 hay hạt giống số 2. Một trận đấu mà cả đội bóng đều sẽ đón chào sự trở lại của những gương mặt quan trọng trong đội hình của mình. Sài Gòn Heat sẽ có sự trở lại của Kencho Buckley cùng với Hassan Thomas, hai cầu thủ ngồi ngoài trong trận thắng trước Dragons. Còn với Hồ Chí Minh City Wings, họ cũng có sự chỉ đạo trở lại của huấn luyện viên Eric Olsen bởi bị cấm chỉ đạo ở trận thua trước chính Dragons, bên cạnh Jeremy Smith, cây ghi điểm số 1 của đội bóng. Thực tế thì ngày hôm nay trận đấu với Sài Gòn Heat cũng có thể sẽ có những ảnh hưởng tới vị trí của Hồ Chí Minh City Wings. Nếu như có chiến thắng thì họ sẽ kết thúc mùa giải với vị trí thứ 5. Còn một thất bại sẽ khiến đội bóng của huấn luyện viên Eric Olsen rơi xuống vị trí thứ 6 sau trận thắng Memphis. Nhưng có lẽ điều đó không quá quan trọng. Điều quan trọng là Hồ Chí Minh City Wings sẽ muốn có thêm một màn trình diễn tốt và dành cho người mộ trước khi chính thức khép lại mùa giải. Họ
rất muốn có được một chiến thắng để dành tặng cho các cổ động viên của mình. Mùa giải thứ tư trong lịch sử NBA mà Ho Chi Minh City Wings không thể có mặt tại đây. Trận đấu đã chính thức bắt đầu. Một số bóng sẽ thuộc về các cầu thủ Sunnis, Andrew Bartley cho nghỉ ở trận đấu trước Dragons. Huỳnh Phú Vinh đầu tiên tại NBA trong mùa giải, hai lần đoạt danh hiệu MVP của trận đấu và đã có hai điểm lên giải thưởng cho chủ nhà. Hai điểm đến từ vị trí của Tim Will. Điểm số đầu tiên dành cho Saigon Heat trước Ho Chi Minh City Wings. Jeremy Smith, trận đấu rất đáng để chờ đợi giữa hai cầu thủ có số điểm trung bình cao nhất tại NBA. Jeremy Smith cùng với Kendrick Buckley. Và dứt điểm bên phía Ho Chi Minh City Wings không chuẩn xác. Có rebound dành cho Hassan Thomas. Bây giờ sẽ là đợt tấn công của cầu thủ Saigon Heat. Phú Vinh cố gắng để giữ cho bóng ở lại. Sự nguyên đang theo kèm rất chặt với Dương Minh An. Trận đấu với người dân thì không chỉ Hassan Thomas và Kendrick Buckley, cả Kim Bang đã được cho nghỉ hoàn toàn. Hôm nay Kim Bang chỉ là một xuất phát từ trên khu vực. Không có 3 điểm cho Dương Minh An, có đến 6 quả 3 điểm trong trận thắng trước Dragons. Trận đấu may có được 25 điểm, vừa có 2 điểm đến từ vị trí của Evgen Sanyuk. Phú Vinh đã có một tình huống phạm lỗi của Phú Vinh với tấn công của thủ bên phía Saigon Heat. Vì ra đội bóng của thành phố Hồ Chí Minh đã khởi đầu rất hào hứng, cho dù sẽ có những giá cao hơn trận đấu và cao thủ trên sân của mình cũng có quyết tâm rất cao. Jeremy Smith số 18 trong hình của Hồ Chí Minh City Wings, cao thủ đối khách, vậy đã có tiếng còi trọng tài. Yevgen Sanyuk và kích môn của cầu thủ bên phía Saigon Heat không về trung trung bóng cho anh Quang. Pha xử lý có Hassan Thomas là người rebound, và đây sẽ là một tình huống phát bóng luân phiên. Hassan Thomas là cầu thủ có phong độ khá tệ trong những trận đấu cuối mùa. Chắc chắn là Saigon Heat rất cần Hassan Thomas phải lấy lại được phong độ tốt. Trước mắt sẽ là những game đấu playoff rất quan trọng cho đội bóng, rất muốn tiếp tục bảo vệ thành công đến chức vô địch của mình ở VBA. Trần Văn Trung, thủ thi đấu rất tiến bộ tại VBA 2023. Bùi Anh Khoa, trận đấu gần nhất thì Bùi Anh Khoa bị foul out trong trận thua của Ho Chi Minh City Wings trước Dragons. Ở dứt điểm trong tư thế khó của Smith và không có điểm cho đội khách, cơ hội để phản công nhanh dành cho đội chủ nhà. Kencho Buckley rất ai là Buckley đưa bóng cho Phú Vinh. Hassan Thomas vẫn còn khá nhiều thời gian cho đợt tấn công của Saigon Heat. Tim Will ở tư thế rất trống trải và có 3 điểm hay không, 3 điểm cho số 30 của đội chủ nhà. Tim Will đang có khởi đầu rất ấn tượng ở trận đấu ngày hôm nay. Toàn bộ số điểm của Saigon Heat đều đến từ vị trí của Tim Will. Jeremy Smith cú ném trung bình có điểm cho Jeremy Smith sau một tình huống bóng tráng miệng rổ. Saigon Heat đang có lợi thế dẫn trước một điểm mà thôi. Kencho Buckley đưa bóng cho Tim Will, bóng trở lại tay của Buckley đối đầu với Smith. Kencho Buckley còn 10 giây cho đợt tấn công của Saigon Heat và có 3 điểm hay không, bóng không đi vào rổ sau pha dứt điểm của Smith của Kencho Buckley. Ở những game đấu gần đây thì Vincent Nguyễn cũng không có được một phong độ thực sự tốt. Điều đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến những kết quả của Ho Chi Minh City Wings. Ra tay của Hassan Thomas. Bây giờ cơ hội sẽ đến với cao thủ Ho Chi Minh City Wings, Jeremy Smith. Đấu trực diện với Kencho Buckley. Vincent Nguyễn đường chuyền này, Anh Khoa pump fake. Lên rổ không thành công. Bóng tiếp tục rơi vào tay của Bùi Anh Khoa, bị block bởi Phú Vinh. Shot blocker số 1 của Việt Nam có được những tình huống xử lý thực sự rất lợi thế trước những cầu thủ nội binh khác. Kencho Buckley. Kencho Buckley vẫn chưa có điểm. Sau khoảng 3 phút rưỡi thi đấu đầu tiên của hiệp 1, vẫn Huỳnh Phú Vinh. Không có điểm cho Phú Vinh, cơ hội đến với Dương Minh An. Bóng trong tay của Tim Will. Kencho Buckley.
có tiếng còi trọng tài và sẽ có hai quả phạt dành cho cao thủ Saigon Heat. Mùa giải mà Kencho Buckley có số điểm trung bình cao nhất tại VBA, số pha rebound của anh cũng đứng ở top 2. Chỉ số thống kê rất ấn tượng đến từ ngoại bình của Saigon Heat, ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu MVP của mùa giải. Không có điểm cho Kencho Buckley. Huấn luyện viên Matt Van Pelt cũng đang hướng tới chức lịch thứ hai với cương vị huấn luyện trưởng của Saigon Heat sau chức lịch mùa giải 2022. Ở mùa 2020 thì ông Matt Van Pelt giữ vai trò trợ lý huấn luyện viên Kevin Durkas. Sang nhúc lại là một lỗi tấn công, và lần này là lỗi tấn công của cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing. Sau gần 4 phút thi đấu đầu tiên thì tỷ số đang là 6-4 nghiêng về Saigon Heat. Hai đội nhập cuộc với tốc độ thi đấu khá cao, chưa có nhiều sự chính xác trong những pha tấn công rồi. Greenwell đưa cho Timwell và có lẽ sẽ lại là một cú ném 3 điểm của Timwell. Lần này thì không có 3 điểm. Kencho Buckley đã rebound thành công. Khá nhiều thời gian. Timwell tiến vào trong. Một cú floater thành công của Timwell. 7 điểm đã được ghi bởi Timwell trong số 8 điểm mà Saigon Heat có được. Sự trở lại rất ấn tượng của Timwell ở trong những game đấu gần đây rất cần thiết với Saigon Heat. Bỏ dứt điểm chuẩn xác của Jeremy Smith. Thêm 2 điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Châu Bali. Trận đấu mà chúng ta rất chờ đợi những màn thi đấu giữa Kencho Buckley cùng với Jeremy Smith. Và dứt điểm của Phú Vinh ở góc 45 độ không chuẩn xác. Vẫn còn cơ hội Hassan Thomas. Hassan Thomas bổ sung thêm được cho mình một rebound. Cái đó là một cú ném trượt. Sáng nhúc. Nó giả khá hay để trôi được Hassan Thomas và bây giờ là cú ném 3. Vẫn chưa thể có cú 3 điểm thành công cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing. Giải khó khăn dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Cú gọi từ ông Eric Johnson cũng đã thành công trong việc trả cơ hội cho cao thủ trẻ của mình. Có nhiều cơ hội để thi đấu và cũng đã có được những màn thể tiến bộ. Evgen Sanyuk. Bóng đang trong tay cao thủ đối khách Jeremy Smith. Đó là Smith. Theo kèm bởi Hassan Thomas. Đó là Smith. Evgen Sanyuk. Hai điểm phá rất hay đến từ ngoại bình của Hồ Chí Minh City Wings. Tỷ số được cân bằng 8 đều cho đội khách. Liên tục lại tuồng Kencho Buckley yêu cầu yểm trợ của Phú Vinh. Tim Will. Đây là Hassan Thomas. Phải chuyển bóng ra ngoài. Không còn nhiều thời gian cho Dư Minh An. Một pha xử lý tốt của Dư Minh An. Trận đấu ở giải này thường Dương Minh An sẽ tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ phòng ngự. Nhưng ở game đấu gần nhất gặp cầu thủ Đà Nẵng Dragon thì Dương Minh An đã làm rất tốt ở trận tấn công. Phá hay của Vincent Nguyễn và đây là cú ném trung bình. Không có điểm cho Vincent Nguyễn. Cú tấn công cho đội chủ nhà Saigon Heat, Kencho Buckley. Bóng là Buckley. Bóng không đi vào rổ. Cú sút bóng sẽ thuộc về cao thủ Hồ Chí Minh City Wings. Kencho Buckley mới chỉ có được một điểm từ đầu trận. Với Kencho Buckley thì anh đang có trung bình 30,4 điểm, 6 pha rebound, 6,6 pha kiến tạo. Sanyuk trong tư thế rất thoải mái thì ngoại bình của Hồ Chí Minh City Wings đã có được 3 điểm và lợi thế dẫn điểm dành cho thầy trò huấn luyện viên Eric Olsen. 11-10 cho đội khách. 3 điểm mà chúng ta ít thấy được ở Jeremy Sanyuk. Một con ném cực kỳ chính xác. Khoảng trống dành cho Phú Vinh. Pha vạch đó tốt. Rồi thì Jeremy Smith đã không để ý được vị trí của Nguyễn Đình Phú Vinh. Sanyuk đang gọi bóng. Nhưng Jeremy Smith sẽ quyết định tự tấn công.
vẫn đang là Jeremy Smith phải chuyền ra ngoài. Hơi khó. Vincent Nguyễn. Vincent Nguyễn đã quyết định bỏ bóng đi. Nhưng trọng tài lại xác định những người chạm bóng cuối cùng vẫn là cầu thủ City Wing. Vậy như đã có những sự sai khác giữa quyết định của các trọng tài. Vẫn sẽ là pha tấn công của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing. Còn gần 3 phút cho thời gian hiệp 1, có cách 1 điểm cho Sài Gòn Heat. Đấu mà các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing đã thi đấu rất tự tin, ép ghen sai nhúc. Đưa bóng cho Smith. Vào dứt điểm của Smith, bóng không đi vào rổ. Đây là trận đấu thứ 7 của Evgen Sanyuk cho trận đấu thứ 11 của Evgen Sanyuk cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Và bộ chỉ số của anh tại Wings đúng bằng với những chỉ số của anh khi còn chơi cho Dragon. Vừa có thêm 2 điểm dành cho cầu thủ Saigon Heat. Và cái điểm tiếp theo của Team Will. Một tố thi đấu ấn tượng nhất ở trong hiệp đấu đầu tiên. Chắc chắn như vậy. 9 điểm cho Team Will. Số 30 của Saigon Heat. Jeremy Smith không bị theo kèm. Và 3 điểm cho Jeremy Smith. Jeremy Smith dứt điểm rất đa dạng ở nhiều vị trí khác nhau. Một lần nữa hai đội lại ở thế tie game. Hiệp 1 còn 2 phút. Đến cho Buckley. Bóng được đưa cho Dư Minh An. Quyết định ném của Dư Minh An. Đó là một cú airball. Quá xa, bóng đã trở lại tay cầu thủ Saigon Heat, Tim Will. Tim Will đưa bóng cho Phú Bình nhưng rất nhanh thì bóng đã được cướp bởi cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Và pha úp rổ đến từ vị trí của Jeremy Smith. Hồ Chí Minh City Wings thi đấu ngang ngửa với đội chủ nhà Saigon Heat ở trong hiệp đấu đầu tiên. Sẽ có khoảng thời gian hội ý dành cho cầu thủ Saigon Heat khi mà đội chủ nhà đang bị dẫn điểm. Cách 2 điểm cho Hồ Chí Minh City Wings, 16-14 dành cho đội khách. Và hiện tại thì cả Jeremy Smith cùng với Team Will, mỗi cầu thủ đều đã có 9 điểm. Lúc này thì chắc chắn các đội bóng như Thăng Long Warrior, Hà Nội Buffalo hay Nha Trang Dolphins cũng sẽ rất quan tâm tới diễn biến và đặc biệt là kết quả của trận đấu giữa Saigon Heat và Hồ Chí Minh City Wing. Vì kết quả của trận đấu này sẽ quyết định các cặp đấu playoff ở phía trước của chúng ta. Các vị trí thứ 3 và thứ 4 của Nha Trang Dolphins và Thăng Long Warrior thì đã được xác định từ sớm. Nhưng hai vị trí hạt giống số 1 và số 2 vẫn chưa có chủ nhân cố định. Nếu như ngày hôm nay Saigon Heat giành được chiến thắng thì họ sẽ là đội bóng giành được vị trí hạt giống số 1 và sẽ đối đầu với Thăng Long Warrior ở vòng bán kết. Nhưng nếu như Saigon Heat để thua trong trận đấu ngày hôm nay thì họ sẽ xếp dưới Hà Nội Buffalo do có chỉ số đối đầu kém hơn. Và khi đó thì cao thủ Saigon Heat sẽ đối đầu với Nha Trang Dolphin ở những trận đấu bán kết. Bên cạnh việc tạo ra cho mình lợi thế về những hiệp đấu tại sân nhà, giai đoạn kế tiếp thì Saigon Heat cũng sẽ hướng tới lần thứ tư ở vị trí số 1 sau khi khép lại mùa giải chính của VB. Vừa có 2 điểm đến từ vị trí của Kencho Buckley. Jeremy Smith rất nhanh, tốc độ của Smith. Không có điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Trần Hàm đã không thể ghi điểm cho đội khách. Bóng trở lại tay cầu thủ Saigon Heat, Hassan Thomas. Như vậy tình huống mà dường như đã có lỗi của các cầu thủ đội khách Hồ Chí Minh City Wings. Jeremy Smith có va chạm với Kencho Buckley. Pha bóng trước đó.
Hồ Chí Minh City Wings đã mắc 3 lỗi đồng đội ở trong hiệp đấu đầu tiên. Dù sao thì cũng không còn nhiều thời gian ở trong hiệp 1. Thời gian chỉ còn tính bằng giây. Hassan Thomas. Không có điểm cho Thomas, vẫn còn cơ hội Kendrick Buckley. Còn 11 giây cho đợt tấn công của đội chủ nhà Saigon Heat. Buckley đã đối đầu với Vincent Nguyễn. Dứt điểm từ rất xa và có 3 điểm. Có 3 điểm rất ấn tượng đến từ vị trí của Kendrick Buckley. Kendrick Buckley vẫn chứng tỏ được giá trị của một ngôi sao. Sáng nhúc. Nỗ lực phòng thủ của Hassan Thomas. Quả bóng sẽ trở về với cầu thủ Saigon Heat. Vẫn đang là Kendrick Buckley. Những giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Kendrick Buckley cũng không vội vàng. Còn tới 10 giây. Đá gọi yểm trợ của Phú Vinh. Kendrick Buckley đường truyền cho Hassan Thomas. 3 điểm của Hassan Thomas. Cuối cùng thì Hassan Thomas mở tài khoản của mình trong trận đấu ngày hôm nay sau rất nhiều lần ném hụt. Và đó cũng là những điểm số cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên trong trận đấu giữa Saigon Heat và Hồ Chí Minh City Wing. Hiệp đấu mà City Wing cũng đã có khoảng thời gian thi đấu ngang ngửa với Saigon Heat. Nhưng ở hơn một phút cuối thì họ liên tiếp để cho đội chủ nhà ghi điểm và đang tạo ra được lợi thế 6 điểm khi khép lại hiệp đấu đầu tiên. Số lúc này là 22-16 nghiêng về cầu thủ Saigon Heat. Một sự khác biệt rất lớn trong danh sách cao thủ ghi điểm cho hai đội ở trong hiệp đấu đầu tiên. Tất cả cao thủ trong lịch xuất phát của Saigon Heat đều đã có điểm. Trong đó thì Tim Gale có được 9 điểm. Còn với Hồ Chí Minh City Wings thì mới chỉ có hai cầu thủ có ghi điểm mà thôi. Hai ngoại bình, Jeremy Smith có 9 điểm và FN Sanyuk có 7 điểm. Và khoảng cách 6 điểm đang thuộc về phía cao thủ chủ nhà. Thêm một pha dứt điểm đến từ vị trí của Hassan Thomas. Hassan Thomas cũng khép lại hiệp 1 bằng một pha dứt điểm rất ấn tượng. Vừa rồi đã có 2 điểm dành cho FN Sanyuk. Điểm số thứ 9 dành cho Sanyuk từ đầu trận. Bộ đôi ngoại bình bên phía đối khách đều đã có được mỗi người 9 điểm. Kendrick Buckley. Hassan. Vẫn đang là Hassan Thomas. Có 2 điểm cho Hassan Thomas. Saigon Heat vẫn đang giữ được lợi thế 6 điểm của mình. Jeremy Smith. Chuyển cho Vincent Nguyễn. Đã có khoảng trống cho anh Khoa. Anh Khoa tiếp tục ném trượt. Sáng Nhúc cũng không thành công. Cơ hội trở lại với cầu thủ Saigon Heat. Anh Châu Bắc Lê. Đội bóng cho Phú Vinh và Hassan Thomas. Rất nhiều cơ dứt điểm dành cho Thomas. Và anh lại có thêm điểm cho Saigon Heat. Trận đấu mà bóng được dồn rất nhiều đến vị trí của Hassan Thomas. Cho những pha dứt điểm. Của số 0 bên phía đội chủ nhà. 27-18. Evgen Sanyuk. Bóng là trong tay cao thủ đội khách. Một tình huống khá trớ trêu và cơ hội để ghi điểm quá dễ dành cho Hoàng Tú. Vincent Nguyễn sau tình huống trượt ngã đã có dấu hiệu bị đau.
và anh đã quay lưng lại với đợt tấn công của đội nhà, nhưng cầm đội thì lại không phát hiện và để dẫn tới một turnover thực sự là vô duyên. Đây là một giải mà Hồ Chí Minh City Wings cũng đã bị ảnh hưởng bởi những ca chấn thương. Những chấn thương đến với các cầu thủ của họ. Trường hợp của Phạm Hiền Tài hay Tân Hải Đăng. Ở game đấu ngày hôm nay thì Tân Hải Đăng trở lại sau 6 trận đấu liên tiếp phải vắng mặt bởi chấn thương. Còn Phạm Hiền Tài, cầu thủ cũng thi đấu tốt trong áo của Wings, cũng chỉ mới trở lại mà thôi. Bóng đến vị trí của anh Khoa. Không có điểm cho Bùi Anh Khoa. Cơ hội vẫn đang thuộc về phía đội khách Hồ Chí Minh City Wings. Phối hợp không thành công và cơ hội để phản công cho Saigon Heat. Hassan Thomas đang có bóng. Thomas, bóng đã đi vào rổ của Hồ Chí Minh City Wings. 31-18 cho đội chủ nhà. Khoảng cách rất lớn dành cho Saigon Heat. Khoảng cách đến 13 điểm dành cho thầy trò huấn luyện Matt Van Pelt. Trận đấu có thể sẽ là sự giải tỏa cho Hassan Thomas, người sau hiệp một tương đối khó khăn đang bắt đầu tỏ ra hiệu quả hơn ở mặt trận ghi điểm. Saigon Heat đang có mạch ghi điểm 17-2 so với Hồ Chí Minh City Wings. Từ chỗ bị dẫn trước 14-16 thì giờ đây họ đang có lợi thế dẫn trước 31-18. Mạch ghi điểm rất nhanh của đội chủ nhà khiến cho cao thủ Hồ Chí Minh City Wings đang thực sự gặp phải quá nhiều khó khăn. Thời gian cần thiết để cho các thủ Hồ Chí Minh City Wings tìm lại được tinh thần của mình sau khi để cho đối thủ ghi quá nhiều điểm. Bộ đôi ngoại binh bên phía đội khách vẫn đang thi đấu hiệu quả, nhưng những cầu thủ còn lại trong đội họ thì chưa thể được nhiều từ đầu trận. 18 điểm chia đôi, 9 điểm cho Evgen Sanyuk và 9 điểm cho Jeremy Smith. Bên phía Saigon Heat thì Hassan Thomas sau khởi đầu khó khăn lúc này đã có cho mình 10 điểm, cùng với đó là 4 rebound và 2 kiến tạo. Chỉ số rất tốt cho cầu thủ Việt Kiều trong đội hình của Saigon Heat. Một vị trí với Saigon Heat thì cần phải thể hiện giá trị không kém gì một ngoại binh, khi mà Saigon Heat chỉ có một ngoại binh duy nhất là Kencho Buckley. Jeremy Smith chuyển hiện tại. Vẫn là Hiền Tài. Sẽ là hai quả ném phạt dành cho Phạm Hiền Tài. Rồi là tình huống phạm lỗi của Trực Nhân. Trực Nhân cũng bắt đầu có những khoảng thời gian thi đấu của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Trong trận thua 83-104 của Hồ Chí Minh City Wings trước Dragons thì Phạm Hiền Tài đã đóng góp 16 điểm. Trận đấu khá đặc biệt mặc dù để thua trước Dragons. Họ có 4 cầu thủ có kỷ lục số điểm của mình tại NBA. Vũ Đoàn Bình Phương có được 9 điểm, Phạm Hiền Tài 16 điểm, Bùi Anh Khoa 12 điểm và Nguyễn Thanh Tùng 17 điểm. Tất cả đều những con số mà họ chưa từng có được ở sân chơi NBA. Đã nói thì đây là mùa giải Hồ Chí Minh City Wings, nếu nhìn vào điểm tích cực thì đó là sự vươn lên của những cầu thủ trẻ, những gương mặt nội binh đang có nhiều thời gian thi đấu hơn và cũng thể hiện được nhiều hơn ở sân chơi VBA, và đó là một tín hiệu tốt cho sự phát triển không chỉ của Hồ Chí Minh City Wings mà sẽ là của sự phát triển bóng rổ Việt Nam nói chung. Ném không tốt của Kencho Buckley và bây giờ là phản công nhanh đường chuyền của Hiền Tài, không có alley-oop cho Sang Nhung. Ý đồ tấn công là rất rõ ràng, chỉ tiếc là nó không được thực hiện một cách hoàn hảo. Bây giờ là Hassan Thomas, cũng không có điểm cho Hassan Thomas. Trận đấu mà Hassan Thomas đang có rất nhiều cơ hội để tung ra những pha dứt điểm cho Saigon Heat. Thomas đang có field goal 4/9
9 pha dứt điểm từ đầu trận. Bây giờ thì nó đã là 5/10 với pha ra tay thành công tiếp theo từ ngoài vòng bán nguyệt. Jeremy Smith. Thời điểm mà Hồ Chí Minh City Wings cần những khoảnh khắc tỏa sáng đến từ ngôi sao như Smith. Trần Văn Trung, bóng đi vào rổ, 3 điểm của Trung Trần. Cầu thủ thi đấu rất tiến bộ trong màu áo của Hồ Chí Minh City Wings từ đầu mùa giải. Trần Văn Trung lúc này vẫn đang có tỷ lệ ném 3 thành công trung bình quanh ngưỡng 40%, đó là một con số rất tốt. Và thả rổ không thành công của Tim Will. Sáng Nhúc. Vẫn là Sáng Nhúc, sải chân khá dài. Cú ném không thành công và đây là Jeremy Smith. Luồn lách giữa các cầu thủ Saigon Heat. Sẽ là N1 cho Jeremy Smith. Hồ Chí Minh City Wings vẫn đang phải trông cậy rất nhiều vào bộ đôi ngoại binh của mình. Jeremy Smith đang có bộ chỉ số với trung bình 29,2 điểm, 9,8 pha rì bào và 4,9 kiến tạo từ đầu mùa giải. Mình thi đấu trung bình 39,6 phút mỗi trận. Thi đấu gần như trọn vẹn thời gian của Hồ Chí Minh City Wings trong mỗi trận đấu của họ. Tuy nhiên, vấn đề với Hồ Chí Minh City Wings, họ cũng phụ thuộc quá nhiều ở Smith. Pha dứt điểm ở góc không độ và bóng đi vào rổ, thêm điểm dành cho Saigon Heat. Điểm ở tư thế không bị theo kèm của Hoàng Tú và có thêm 3 điểm. Một trận đấu mà cả hai đội đều đang ném 3 khá tốt. Hồ Chí Minh City Wings ném 7 được 3, tỷ lệ 42%. Sài Gòn Heat lúc này cũng đã ném 15 được 5, 33%. Đường chuyền không thể tới được vị trí của Lê Trần Đăng Huỳnh. Bóng sẽ thuộc kiểm soát của Sài Gòn Heat. Hoàng Tú. Vẫn là Hoàng Tú. Bóng đang trong tay cầu thủ Sài Gòn Heat, Hassan Thomas. Kencho Buckley. Còn 10 giây là tấn công của Sài Gòn Heat. Vẫn là Kencho Buckley. Có vẻ như đã có tác động đến từ Evgen Sanyuk và tình huống vừa rồi. Tình huống mặc lỗi phòng ngự của Evgen Sanyuk, ngoại binh bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Bóng sẽ tiếp tục thuộc kiểm soát của đội chủ nhà. Tim Will. 2 điểm cho Tim Will. Tim Will cũng đang có một trận đấu hay với 11 điểm cho Saigon Heat. Cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đã phải gọi hội ý. Họ vẫn đang bị Saigon Heat bỏ lại khá xa. Chúng tôi đã đề cập thì đây sẽ là mùa giải thứ tư mà Hồ Chí Minh City Wings không thể có được tấm vé góp mặt tại playoffs. Lần duy nhất mà họ tiến vào được chung kết ở VBA, mùa giải đầu tiên, mùa giải 2016, và để thua trước Dragons. Đội bóng trước đó đã vượt qua Saigon Heat ở bán kết để có được chức vô địch trong mùa giải đầu tiên của VBA. Sau đó thì Hồ Chí Minh City Wings có thêm 2 lần vào được playoffs nhưng cũng đều dừng bước ở vòng đấu bán kết. Với cao thủ Saigon Heat thì họ sẽ hướng đến lần thứ tư kết thúc mùa giải chính ở vị trí số 1. Năm 2016 họ cũng có được vị trí hạt giống số 1. Nhưng sau đó thì dừng bước ở bán kết. Năm 2020 và 2022 thì có được vị trí số 1 ở mùa giải chính và sau đó đi tới chức vô địch. Evgen Sanyuk 9 điểm từ đầu trận bên cạnh 6 pha rebound. Những chỉ số thống kê không tồi của cầu thủ số 10 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Vừa rồi bộ chỉ số của Evgen Sanyuk thể hiện chỉ số những cú ném 2 điểm của anh là 3/7. Nhưng bên cạnh đó thì Sanyuk ném này có hiệu suất ném 3 là 100%. Ném 1 được 1. Và từ đó thì anh không ném nữa.
chạm tay của Hoàng Tú trước khi đi ra ngoài. Tiếp tục xuất bóng cho Hồ Chí Minh City Wings. Evgen Sanyuk, bóng vẫn đang ở trong tay của Sanyuk. Jeremy Smith không có điểm cho Smith ở pha bóng vừa rồi. Hassan Thomas cơ hội để phản công cho Saigon Heat. Bóng đến tay của Hoàng Tú rất trống trải và 3 điểm cho Hoàng Tú. Hoàng Tú cũng đang có một trận đấu rất hay dành cho đội chủ nhà với những pha ghi điểm liên tiếp của số 3 bên phía Saigon Heat. Hoàng Tú cũng đã có cho mình 2 của 3 thành công. Đường chuyền quá mạnh của Jeremy Smith và ngay lập tức thì anh tỏ ra không hài lòng với Phạm Hiền Tài. Có lẽ Smith nghĩ rằng những đường chuyền như vậy là đường chuyền mà các đồng đội cần phải xử lý được chứ không phải là để trái bóng bay qua mặt của mình như vậy. Vẫn còn một khoảng cách rất lớn giữa các ngoại bình và các cầu thủ local trong đội hình của Hồ Chí Minh City Wings. Trực Nhân có điểm cho cầu thủ số 47 bên phía Saigon Heat. Nhân tố từ băng ghế dự bị, Huỳnh Trực Nhân bên phía Saigon Heat cũng đã ghi điểm. Đó cho thấy sự đồng đều trong đội hình của nhà đương kim vô địch. Evgen Sanyuk, vẫn là Sanyuk, chỉ có giải pháp cho Sanyuk. Và dứt điểm chưa chuẩn xác của Trung Trần. Và bây giờ đến lượt các cầu thủ Saigon Heat có một tình huống turnover. Đường chuyền có thể nói là khá bất ngờ của Kenshaw Buckley khiến cho Trực Nhân đã không thể xử lý tốt. Sanyuk đang bị 2-1, vẫn có điểm cho Evgen Sanyuk. Sanyuk là cầu thủ cũng đã chứng tỏ được khả năng của mình trong khoảng thời gian khoác áo Đà Nẵng Dragon và Saigon Heat giữa bạn và Hồ Chí Minh City Wing. Nhưng vấn đề của cầu thủ người Ukraine đó là sự ổn định. Game đấu mà anh thi đấu tốt nhưng bên cạnh đó cũng có những game mà hầu như không thấy đóng góp của Sanyuk. Thêm một quả điểm thành công của Team Well. Điểm số thứ 14 dành cho Team Well. Cầu thủ đang có nhiều điểm nhất ở trên sân. Cơ hội để phản công dành cho Saigon Heat. Hassan Thomas đưa bóng cho Hoàng Tú rất nhanh và không bị theo kèm. Bóng không đi vào rổ. Không có quả ba điểm tiếp theo dành cho Hoàng Tú. Vẫn còn cơ hội để ghi điểm cho Saigon Heat. Kenshaw Buckley đưa bóng cho Team Well. Trước đó đã có tiếng còi của trọng tài. Đã có một tình huống mắc lỗi đẩy người của Evgen Sanyuk. Đang có một lợi thế tuyệt vời dành cho đội chủ nhà với khoảng cách điểm hiện tại khoảng cách đến 19 điểm dành cho Saigon Heat. Bên phía Hồ Chí Minh City Wings thì Tân Hải Đăng sẽ trở lại sau một khoảng thời gian dài phải ngồi ngoài bởi chấn thương. Đi vào của Tony Hoàng Tú. Vẫn đang là Hoàng Tú. Hoàng Tú sẽ có cho mình 2 quả ném phạt. Cơ hội để anh trở thành cầu thủ tiếp theo trong đội hình của Saigon Heat chạm tới điểm số hàng chục. Có rất nhiều vị trí có thể mang về điểm số trong đội hình của Saigon Heat. Từ đầu trận thì Hassan Thomas, Kenshaw Buckley, Team Will và cả Hoàng Tú đều đã thi đấu hiệu quả. Trong khâu ghi điểm sẽ có thêm một điểm đến từ vị trí của Hoàng Tú. Một cách tròn 20 điểm cho Saigon Heat trước Hồ Chí Minh City Wings. Hai cú ném phạt chính xác của Hoàng Tú. Kim Bản đang mặc chiếc áo tập. Có lẽ với thế trận này và với tình hình này, Kim Bản sẽ không thi đấu trong game đấu ngày hôm nay. Và Saigon Heat cũng sẽ muốn bảo vệ một cầu thủ khá quan trọng của mình, người đã gặp phải chấn thương đầu gối cách đây không lâu. Bóng trở lại tay Hồ Chí Minh City Wings. Jeremy Smith dứt điểm được lý khá gần nhưng không chuẩn xác. Rất cố gắng để mang về 2 điểm cho đội khách. Một thời khắc tỏa sáng cần thiết của Jeremy Smith. Khoảng 2 phút 33 giây cho thời gian của hiệp đấu thứ hai. Hồ Chí Minh City Wings chỉ có thể tạo ra một thế trận cân bằng trước Saigon Heat trong khoảng thời gian đầu của hiệp 1. Còn càng thi đấu thì rõ ràng họ càng gặp nhiều bất lợi và cũng không trở thành đối trọng với nhà đương kim vô địch.
gian này thì Sài Gòn Heat đã có 2 chiến thắng trước Hồ Chí Minh City Wing. Đầu tiên là thắng lợi trong giai đoạn thiếu tập trung ở nhà thiếu Cầu Giấy với tỷ số là 82-67. Và sau đó là chiến thắng sát nút 80-78 trên sân của Hồ Chí Minh City Wing. Một trận đấu diễn ra kịch tính đến tận những tích tắc cuối cùng và chỉ được định đoạt với pha xử lý cực kỳ đẳng cấp của Kenshaw Buckley. Từ đầu mùa giải thì Sài Gòn Heat chỉ để thua đúng 4 trận, trong đó có 2 thất bại trước Buffalo, 1 trận thua trước Warriors và 1 trận thua trước Dolphins, đều trước những đội bóng đã giành quyền góp mặt tại playoffs. Trên sân nhà của mình thì họ mới chỉ để thua đúng 1 trận mà thôi, thất bại trước Buffalo. Hoàng Tú với 10 điểm, một điểm sáng bên phía Sài Gòn Heat kể từ đầu trận. Kenshaw Buckley trong tư thế thoải mái và có 3 điểm đến từ Kenshaw Buckley. 52-30. Hồ Chí Minh City Wing vẫn đang bị bỏ lại khá xa. Trong trận đấu trên sân nhà của mình thì cũng có thời điểm Hồ Chí Minh City Wing đã bị dẫn điểm tới hơn 15 điểm. Nhưng về cuối trận thì họ cũng đã có thời điểm dẫn ngược lại Sài Gòn Heat và suýt chút nữa có thể tạo nên bất ngờ. Vẫn có những khoảnh khắc tỏa sáng đến từ Smith nhưng có vẻ không đủ với những gì mà cầu thủ Sài Gòn Heat đang thể hiện. Sáng nhúc Jeremy Smith vẫn chưa ném, bây giờ mới là cú dứt điểm và đó là phá dứt điểm không thành công của Tân Hải Đăng. Bóng vẫn thuộc về cao thủ Hồ Chí Minh City Wing. Sáng nhúc ném nhanh của Trần Văn Trung không được và Kenshaw Buckley là người rebound cho Sài Gòn Heat. Kenshaw Buckley trực tiếp tiến vào phía trong, pha lên rổ không thành công của Kenshaw Buckley. Điểm số vẫn đang dừng lại là 52-32. Sáng nhúc and one cho Yevgeny Sáng nhúc. Chúng ta vẫn thấy được một tinh thần thi đấu tuyệt vời đến từ Jeremy Smith và Evgeny Sanyuk. Họ vẫn cố gắng để mang về những điểm số cho đội khách, nhưng quả thực rất khó cho Hồ Chí Minh City Wings. Họ có được thêm 2 điểm, sau đó những tình huống điểm liên tiếp đến từ cao thủ đội chủ nhà. Cơ hội để cho Evgeny Sanyuk có được thêm 1 điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Những phạt không chuẩn xác của ngoại binh bên phía đội khách. Kenshaw Buckley, Tim Will, bóng đến tay của Phú Vinh, cầu thủ chưa có nhiều tình huống tỏa sáng từ đầu trận. Dấu ấn lớn nhất mà Phú Vinh có được lúc này có lẽ là tình huống block ở đầu trận đấu. Sáng nhúc, đường chuyền không qua được vị trí của Phú Vinh. Thời gian của hiệp đấu thứ hai chỉ còn tính bằng giây mà thôi, 43 giây. Có vẻ như Sài Gòn Heat sẽ bước vào giờ nghỉ sau hiệp đấu thứ hai với một khoảng cách điểm an toàn để có thể họ nghĩ đến thêm một chiến thắng trong mùa giải. Lê Trần Đăng Huỳnh, vẫn là Đăng Huỳnh, tình huống mà đã có lỗi của Võ Duy Linh, cầu thủ số 34 bên phía Sài Gòn Heat. Một nhân tố cũng được trao cơ hội thi đấu khá nhiều ở những game đấu cuối mùa giải chính bên phía nhà đương kim vô địch. Quả đá phạt chính xác. Và rồi là điểm số cho Lê Trần Đăng Huỳnh. Cả hai cú ném phạt đều thành công. Chênh lệch thời gian trên đồng hồ đang là khoảng 5 giây. Kenshaw Buckley. Kenshaw Buckley không cần quá vội. Vẫn là những pha handle rất khéo của Kenshaw Buckley. Làm gì đây? Khán giả đang châm trồ với những pha xử lý của Buckley và cơ hội của Tim Will. Ném của Tim Will tìm tới cuống rổ. Còn 5 giây cho cao thủ Hồ Chí Minh City Wing. Họ vẫn kịp để có thể thực hiện thêm một pha tấn công rổ cuối cùng trong hiệp 2. Nhưng không có điểm cho Jeremy Smith.
Vậy hiệp đấu thứ hai đã chứng kiến cao thủ Saigon Heat có 30 điểm so với 20 điểm của Hồ Chí Minh City Wings. Điều đó cũng lý giải cho việc mà đội chủ nhà đang có được khoảng cách 16 điểm trước đội khách Hồ Chí Minh City Wings. Thêm một hiệp đấu mà cao thủ Saigon Heat cho thấy sự nhỉnh hơn. Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy được tinh thần thi đấu tuyệt vời của Hồ Chí Minh City Wings. Jeremy Smith, cầu thủ đã thi đấu rất cố gắng ở trong hiệp đấu thứ hai. Và chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi quay trở lại với những diễn biến trong trận đấu giữa Saigon Heat và Hồ Chí Minh City Wings. Và bây giờ hãy theo hiệu lệnh của Hoài Vũ. Yeah. Hãy cầm gấu bông trên tay. Chưa nha mọi người. Chưa nha mọi người, hold on, follow my lead. Hoài Vũ sẽ đếm ngược từ 5 đến 1 và xin mời thì mọi người mới ném nha. Nhắc lại, xin mời thì mọi người mới ném. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời thì mọi người mới ném. Yeah. Ok. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Giơ cao gấu bông lên nào. Daddy Bear, Thurs. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời. Don't know, I've tried to let you go so many times before. Then wound up glad you throw my stupid heart to it. Already on my way. If we go down in flames again, then you can break my stupid heart. Vâng, kính thưa quý vị, những chú gấu bông này sẽ đại diện cho tình cảm của tất cả quý vị gửi đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, để các em nhỏ có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ, phát triển hơn trong tương lai. Vâng, xin được thay mặt cho Saigon Heat gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Và chúng ta cũng dành một tràng pháo tay cho Saigon Children's Charity sẽ thay mặt cho chúng ta gửi tất cả những chú gấu bông này đến cho các bé. Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy chúng ta vừa theo dõi xong hai hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu giữa câu lạc bộ Sài Gòn Heat và Hồ Chí Minh City Wings thuộc khuôn khổ giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2023 trực tiếp bởi VTV Cup. Và tỷ số lúc này đang tạm thời là 52-36 nghiêng về đội chủ nhà Sài Gòn Heat. Có lẽ đây là một cục diện không quá khó để đoán. Thế nhưng chúng ta sẽ có một số ý kiến chia sẻ từ phía anh Lê Trần Minh Nghĩa để hiểu thêm về cục diện của trận đấu qua hai hiệp thi đấu đầu tiên. Anh Minh Nghĩa này, không biết là với cách biệt tỷ số giữa Sài Gòn Heat và Hồ Chí Minh City Wings có nằm trong dự đoán của anh hay không, và anh có thể chia sẻ một vài thông số của trận đấu này với khán giả được không? Thật sự là hôm nay trong hai hiệp thi đấu đầu tiên thì dù Hồ Chí Minh City Wings họ cũng cố gắng rất nhiều, tuy nhiên là từ khi mà Vincent Nguyễn bị một cái chấn thương bắt cá chân thì rõ ràng là cái việc cập nhật thi đấu của họ gặp vấn đề và họ gặp rất là nhiều turnover. Và bản thân của Jeff Van Sinschot, tuy anh ta đã có cho mình 13 điểm, tuy nhiên anh ta cũng có 4 turnover. Thì rõ ràng cái việc mà không có sự phục vụ của Vincent Nguyễn là cái điều khác biệt của City Wing và Sang Kit hiện nay. Và bằng chứng là số lượng turnover của City Wing hiện nay là 10 so với chỉ có 3 của Sang Kit. Anh đánh giá thế nào về ngoại binh của hai đội ngày hôm nay? Về ngoại binh của hai đội thì hiện tại Bắc Ly cũng vẫn chứng tỏ được cái vai trò của mình, là anh ta đang ghi được 9 điểm, có 4 assist và hỗ trợ cho cái mặt trận phòng thủ rebound của Sài Gòn Heat rất nhiều. Còn bên Hồ Chí Minh City Wing thì vẫn như thường lệ, Jerry Smith vẫn là cầu thủ có giữ trọng trách ghi điểm nhiều nhất bên City Wing. Anh ta có cho mình 16 điểm và có hiệu suất cũng rất là cao với 70% field goal, thì luôn luôn anh ta làm tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên các cầu thủ nội binh của City Wing cần phải nỗ lực nhiều hơn. Ví như Bùi Anh Khoa, anh ta trống rất nhiều, tuy nhiên anh ta dứt điểm 0/7. Thì nếu mà anh ta dứt điểm tốt hơn thì có thể là thế trận của City Wing sẽ khác hơn. Và có lẽ là nhờ sự chia lửa của rất nhiều cầu thủ khác cùng với những ngôi sao của Sài Gòn Heat mà họ đã có được một điểm số khá là cao ngay sau hai hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc, đúng không anh Nghĩa? Đúng rồi, thì các vệ tinh xung quanh Kendall Buckley của Sài Gòn Heat hôm nay họ ghi điểm rất đều. Hassan Thomas ghi được 13 điểm, Hoàng Tú ghi được 10 điểm và Tim Well ghi được 14 điểm. Và hôm nay tôi muốn nói đến Hassan Thomas thì sau một cái khoảng thời gian 4-5 trận anh ta bị nguội tay và thi đấu có phần là giảm phong độ, thì hôm nay anh ta đã quay trở lại với những quả ném 3 của mình. Hiện tại anh ta có cho mình 13 điểm với hiệu suất field goal là 45.5% và ném thành công 3/7 qua 3 điểm. Có nghĩa là anh ta đang quay trở lại phong độ của mình và có một sự chuẩn bị tốt cho playoff sắp tới. Và bên phía còn lại thì Jeff Van Sinschot, hôm nay anh ta vẫn rất cố gắng, tuy nhiên Sang Hit đang double team rất tốt cả Jerry Smith lẫn Jeff Van Sinschot và không có sự xuất hiện của Vincent Nguyễn, thì rõ ràng là cái sự triển khai bóng của City Wing hiện nay đang gặp vấn đề. Và chính vì vậy Sinschot cũng có cho mình không thể nào mà nhận banh trong tư thế quá thuận lợi, và vì lý do anh ta luôn bị double dẫn đến việc là anh ta đã bị 4 lần turnover. Tuy nhiên anh ta vẫn ghi được 13 điểm, thì Sinschot vẫn đang có hai hiệp thi đấu đầu tiên tương đối thành công. Rất tiếc cho Hồ Chí Minh City Wings bởi vì là Vincent Nguyễn, một cầu thủ rất quan trọng của họ, đang gặp chấn thương và không thể nào có được phong độ tốt nhất, cũng như là không thể hỗ trợ cho các đồng đội của mình. Về phía Sài Gòn Heat thì họ cũng đã cất đi một cầu thủ rất quan trọng của mình, đó là Võ Kim Bảng, đúng không anh Nghĩa? Thực sự về Võ Kim Bảng thì trước trận đấu tôi có trao đổi với Võ Kim Bảng, thì trận trước và cũng như trận này Võ Kim Bảng đang có một chút chấn thương nhẹ ở phần đầu gối. Vì rõ ràng là Sài Gòn Heat họ đang muốn giữ cái tay ném xuất sắc nhất của họ vào vòng đấu playoff, bởi vì hiện nay các cầu thủ khác, các cầu thủ role player của Sài Gòn Heat, ví dụ như Hoàng Tú cũng đang rất là nóng tay. Anh ta có cho mình hiện tại là 2/4 quả 3 điểm và anh ta cũng có được cho mình 10 điểm. Vì rõ ràng các tay ném khác đang chia lửa với lại Võ Kim Bảng, và Võ Kim Bảng có thể có được một trạng thái nghỉ ngơi một vài trận để có trạng thái sung mãn nhất để mà vào vòng đấu playoff. Anh suy nghĩ như thế nào về phần còn lại của trận đấu ngày hôm nay? Nhất là khi mà Hồ Chí Minh City Wings có vẻ như là họ khó mà có thể gây được nhiều bất ngờ như những trận đấu trước mà họ đã từng đối đầu với Sài Gòn Heat. Thật sự cái tinh thần của City Wings, đặc biệt là Jerry Smith vẫn rất là cháy ở trên sân, và cũng như Jeff Van Sinschot. Tuy nhiên về vấn đề Vincent Nguyễn, không biết anh ta có thi đấu hai hiệp còn lại được hay không, bởi vì chấn thương của chân anh ta gặp phải, thì đó là cái vấn đề quan trọng nhất. Thì City Wings với cái năng lượng như thế này, và nếu mà có sự phục vụ của Vincent Nguyễn, thì rõ ràng chúng ta đã thấy được một lần họ quay trở lại vào hiệp 3, hiệp 4 như thế nào và họ gây khó khăn cho Sài Gòn như thế nào. Thì tôi hy vọng là City Wing sẽ, Vincent Nguyễn sẽ tiếp tục thi đấu được hai hiệp thi đấu cuối, và chúng ta sẽ có được hai hiệp thi đấu cuối hấp dẫn giữa cả hai đội.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với trận đấu giữa câu lạc bộ Sài Gòn Heat và Hồ Chí Minh City Wings để xem là liệu Sài Gòn Heat ngày hôm nay họ có thể nâng cúp của regular season trên sân nhà hay không.
Vâng, quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với nhà thi đấu CS cho trận đấu thứ 3 trong trận đấu cuối cùng của mùa giải chính của VB 2023. Sau hai hiệp đấu đầu tiên thì đội chủ nhà Saigon Heat đang có lợi thế dẫn trước 16 điểm trước đội khách Hồ Chí Minh City Wings. Ở trên sân thì Jeremy Smith đang dẫn đầu với số điểm với 16 điểm. Nhưng đội bóng của anh thì đang bị bỏ cách khá xa bởi đội chủ nhà. Okay, Joe Buckley đang cầm bóng. Buckley có được 9 điểm từ đầu trận. Tim Will. Dứt điểm của Tim Will. Xoay người tháo hụt của Tim Will không có điểm cho cầu thủ số 30 của đội chủ nhà. Jeremy Smith để mất bóng rồi, phản công cho Kendall Buckley. Buckley bóng đi vào rổ và điểm số thứ 11 từ đầu trận cho Kendall Buckley. Quá dễ dàng cho Buckley ở những tình huống như vậy. Vừa rồi thì Tân Hải Đăng đã rất cố gắng để có thể ngăn cản Kendall Buckley. Điều đó thực sự là một quá sức với anh. Sáng nhúc phía Hồ Chí Minh City Wing ngày hôm nay thì trong sách ghi điểm đang dồn hết cho bộ đội ngoại binh Sáng Nhúc và Jeremy Smith. Trong khi Saigon Heat thì có quá nhiều vị trí có thể ghi điểm. Ném không tốt của Dương Minh An. Bây giờ là phản công của cao thủ Hồ Chí Minh City Wing. Tim Will đã dừng lại. Một tình huống chấp nhận để Sáng Nhúc vượt qua thay vì cố gắng tranh chấp có thể dẫn tới một pha lỗi điểm. Để mất bóng mới đây của Jeremy Smith cũng cho thấy vấn đề của Hồ Chí Minh City Wings. Họ đã mắc phải 11 turnover so với con số 3 của đội chủ nhà. Vừa có thêm điểm cho Hassan Thomas. Điểm số tiếp theo, điểm số thứ 16 cho Thomas từ đầu trận. Jeremy Smith đưa bóng cho Trung Trần. Có 3 điểm hay không? Bóng đi vào rổ. 3 điểm tiếp theo cho Trần Văn Trung. Trần Văn Trung cũng đang thi đấu hiệu quả bên phía đội khách Hồ Chí Minh City Wings. Tình huống dứt điểm từ xa của Trung Trần. Bóng đã đi vào rổ của đội khách Hồ Chí Minh City Wings. Điểm được tính cho Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Đó cũng là kiến tạo thứ 5 của Kendall Buckley trong trận đấu này. Tiếp tục là cú ném 3 của Sang Nhung. Sang Nhung vẫn đang ném 3 với hiệu suất 100%. Hai hiệp đầu tiên chỉ ném một lần. Và vừa rồi là cú ném thứ 2 của Sang Nhung và nó cũng tiếp tục đi vào rổ. Là những pha dứt bóng rất dẻo của Kendall Buckley. Hassan không có điểm cho Hassan Thomas. Nếu một chút sự may mắn cho Hassan Thomas có bóng vừa rồi. Và đột phá của Jeremy Smith nhưng không có điểm. Và thêm rebound cho Kendall Buckley. Là Kendall Buckley trong vòng vây của ba cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Đã có lỗi phòng ngự của Bùi Anh Khoa ở pha bóng vừa rồi. Sẽ có hai quả phạt dành cho Kendall Buckley. Đấu mà Kendall Buckley cũng không phải thi đấu quá vất vả. Điểm cũng không mấy khó khăn với ngôi sao số 24 bên phía đội chủ nhà. Trọng trách ghi điểm bên phía Saigon Heat được chia đều. Ở đầu trận thì Hassan Thomas và Tim Will cũng mang về rất nhiều điểm cho Saigon Heat. Theo những thông tin trước trận thì Kim Bản vẫn đang cảm thấy đau ở đầu gối. Và ngày hôm nay thì anh sẽ tiếp tục được cho nghỉ. Saigon Heat sẽ cần Kim Bản trở lại ở những game đấu playoff quan trọng ở phía trước. Và với tình hình này thì rất có thể ở vòng playoff đối thủ của đối thủ Saigon Heat sẽ là Thăng Long Warrior. Chống cho Trần Văn Trung có đủ thời gian ngắm nghía nhưng lại không có điểm cho Trần Văn Trung. Dương Đình An và phòng thủ tốt của Trung Trần. Lên rổ. Dương Đình An đã phạm lỗi. Sẽ là hai quả ném phạt dành cho Trần Văn Trung. Lỗi đầu tiên của Dương Đình An từ đầu trận. Bên phía Saigon Heat thì chưa có cầu thủ mắc hai lỗi cá nhân từ đầu trận. Một lỗi tối đa. Còn bên kia Hồ Chí Minh City Wings, bộ đôi ngoại binh của họ Evgen Sanyuk và Jeremy Smith đều đã mắc hai lỗi cá nhân. Nói chung đã có được 6 điểm từ đầu trận. Và điểm số thứ 7 trong trận thua của Hồ Chí Minh City Wings trước Dragons, trận đấu gần nhất của cao thủ Wings, thì Trần Văn Trung thậm chí không ghi điểm. Rất chuẩn xác điểm số thứ 8 cho Trung Trần.
18 điểm của mình thì Trần Văn Trung đang là đội binh ghi điểm tốt nhất của Hồ Chí Minh City Wing. Trận đấu mà City Wing cũng gặp nhiều khó khăn với chấn thương của Vincent Nguyễn và Sam Thomas. Chuyển hơi cao cho Dương Minh An. Vẫn là Dương Minh An. Kencho Buckley có 2 điểm cho Kencho Buckley. Vẫn là một pha tấn công cho tới những tích tắc cuối cùng. Jeremy Smith cho Trần Văn Trung và 3 điểm tiếp theo. Và 3 điểm tiếp theo cho Trung Trần. Một giải mà dứt điểm từ xa của Trung Trần được cải thiện một cách đáng kể. Kencho Buckley điểm rất xa, không có điểm. Phú Vinh đưa bóng cho Dương Minh An. Dương Minh An quyết định đột phá vào trong và kích ra cho Hassan Thomas. Vậy như vừa rồi thì Hassan Thomas đã dẫm vạch. Jeremy Smith. Sang Nhúc ném từ xa của Sang Nhúc. Lần này thì Sang Nhúc đã ném trượt. Dương Minh An. Hassan Thomas đưa bóng cho Tim Will. Dương Minh An. Còn 10 giây cho đợt tấn công của Saigon Heat và Phú Vinh. Quả bóng mà đã có lỗi phòng ngự của Phạm Hiền Tài bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Rất rõ đến từ vị trí của Hiền Tài. Kencho Buckley. Dương Minh An. Và chuẩn xác đến từ số 7 của Saigon Heat. Trận đấu mà cả Saigon Heat và Hồ Chí Minh City Wings đều có được một chuẩn xác cao ở những tình huống dứt điểm từ xa. Trọng tài của cầu thủ City Wings, một pha bắt trượt của Sang Nhúc. Trong hiệp 3 thì có vẻ như khả năng tấn công của Jeremy Smith đang bị suy giảm. Cơ hội cho Dương Minh An nhưng bóng lắc rổ đi ra ngoài. Trung Buckley. Vinh sẽ thử vận may. Và 3 điểm của Nguyễn Đình Phú Vinh. Rất nhiều những 3 điểm thành công cho Saigon Heat trong trận đấu này. Đó đã là 3 điểm thành công thứ 11 của họ. Tại Saigon Heat thì số 3 của Phú Vinh chỉ xếp sau của Kim Bản mà thôi. 2 điểm trốn cầu thủ tốt đầu của VBA ở chỉ số trên. Thêm một cơ hội cho Trung Trần. Ép Gen Sanyuk. Pha phối hợp hay. Không có điểm cho cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Đã có lỗi phòng ngự của Kencho Buckley ở pha bóng vừa rồi. Kencho Buckley cho rằng đó là một clean block. Quyết định của trọng tài đã được đưa ra. Phạt tốt của Phạm Hiền Tài. Phạt thứ hai thì không thành công. Cách 19 điểm cho Saigon Heat, mọi thứ vẫn rất an toàn đến đội chủ nhà. Cho Buckley, cho Hoàng Tú, Tú cũng đã có được 10 điểm cho cá nhân mình từ đầu trận. Hassan Thomas đầu với Evgen Sanyuk. Thomas quyết định đột phá vào trong, không có điểm cho Thomas. Vẫn chưa có điểm cho Saigon Heat. Phú Vinh rất cố gắng đưa bóng cho Hoàng Tú ở vị trí thuận lợi góc 45 độ và bóng không đi vào rổ, nhưng sau cùng thì vẫn có 3 điểm. Rất khó tin. Sự may mắn dành cho cầu thủ bên phía Saigon Heat ở pha bóng vừa rồi. Trong trận vừa rồi thì trọng tài cũng đã thổi phạt Hassan Thomas. Tình huống mà Hassan Thomas có vẻ như không giữ được sự bình tĩnh của mình. Điểm số thì vẫn đang được tính cho Saigon Heat sau pha bóng vừa rồi.
đó là một tình huống hai sự kiện diễn ra song song. Số này là 72-50 nghiêng về phía Saigon Heat, khoảng cách 22 điểm. Đang thấy Smith khá yên tiếng ở trong hiệp thứ ba. Và dứt điểm khó của Evgen Sanyuk không thành công. Cơ hội để phản công dành cho đội chủ nhà. Bóng đến tay của Hassan Thomas rất thuận lợi. Bóng khâu đi vào rổ, vẫn còn cơ hội. Hội đến với Kencho Buckley nhưng không có điểm cho Saigon Heat. Evgen Sanyuk hơi mạnh của Sanyuk và Lê Trần Đăng Huỳnh không thể đón được trái bóng vừa rồi. Evgen Sanyuk rất nhẹ nhàng, bóng đi vào rổ và 3 điểm cho ngoại binh của Hồ Chí Minh City Wings. Trận đấu mà Sanyuk đang thi đấu tốt. Hoàng Tú pha ra tay nhanh. Vinh vừa rồi có vẻ như không sẵn sàng trong tình huống tranh lưu bao. Jerry Smith cũng là Jerry Smith đang giảm hẳn cường độ tấn công của mình. Cầu thủ cũng đã cho thấy những dấu hiệu hụt hơi ở cuối hiệp đầu thứ hai. Những cơ đội của anh thì vẫn đang làm tốt ở mặt trận ghi điểm. Rất nhiều những quả 3 điểm được cả hai đội thực hiện từ đầu trận. Kencho Buckley tình huống đoạt bóng rất hay và sẽ có điểm cho Evgen Sanyuk. Điểm số liên tiếp đến từ số 10 bên phía đội khách và khoảng cách được thu hẹp xuống chỉ còn 14 điểm thôi. Một khoảng thời gian mà Hồ Chí Minh City Wings đang chơi tốt, mặc dù chúng ta không thấy những khoảnh khắc tỏa sáng đến ở vị trí của Jeremy Smith, Trần Văn Trung, Evgen Sanyuk và Phạm Hiền Tài. Cầu thủ bên phía đội khách đang thi đấu hiệu quả ở trong hiệp đấu thứ ba. Tại VBA 2022 thì Hồ Chí Minh City Wings đã tiến vào bán kết, tiến vào playoffs với vị trí thứ tư ở mùa giải chính. Và khi đó thì họ đã phải dừng bước bởi thất bại trước chính Saigon Heat chỉ sau có 2 game đấu. Rất có thể thứ tự tại mùa giải chính của VBA 2023 và mùa giải trước đó sẽ không có quá nhiều sự thay đổi. Sự thay đổi duy nhất đến ở việc Thăng Long Warriors thay thế cho vị trí của Hồ Chí Minh City Wings ở vị trí thứ tư. Còn 3 vị trí xếp trên thì vẫn thuộc về Heat, thuộc về Buffaloes và Dolphins. Việc đứng ở vị trí số 1 sẽ giúp cho Saigon Heat có những lợi thế khi bước vào playoffs. 23 điểm, 3 trên 4 tình huống dứt điểm thành công từ xa. Những chỉ số thống kê tốt của Evgen Sanyuk từ đầu trận. Saigon Heat sẽ cần phải lấy lại được sự tập trung của mình sau một khoảng thời gian họ để cho City Wings rút ngắn đáng kể khoảng cách. Mình vẫn đang tìm phương án. Đường chuyền không tốt cho Kencho Buckley. Phú Vinh sẽ không còn quá nhiều thời gian. Một pha phòng thủ tốt của Hồ Chí Minh City Wings. Sanyuk xoay người khá dẻo, 2 điểm cho Jeremy Sanyuk. Điểm số thứ 25 của cầu thủ người Ukraine. Điểm số thứ 7 liên tiếp cho Evgen Sanyuk. Kencho Buckley cần phải tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng. Thế trận đang có phần thuộc về phía đội khách của Hồ Chí Minh City Wings. Còn 10 giây cho đợt tấn công của Saigon Heat. Bóng không đến được vị trí của Phú Vinh. Sẽ tiếp tục có kiểm soát bóng dành cho đội chủ nhà. Vậy như đã có lỗi của Jeremy Smith. Và sau tình huống này thì Saigon Heat sẽ có lại 14 giây. Khoảng trống cho Dư Minh An, cú ném nhanh. Bóng chạm vào cạnh bảng. Đã
có một lỗi phản tinh thần thể thao để trọng tài đưa ra tình huống vừa rồi. Chúng ta cần phải quan sát lại tình huống vừa diễn ra. Phải nhìn một lỗi phản tinh thần thể thao dành cho cầu thủ Saigon Heat. Hai quả phạt dành cho kẻ chủ Quang Linh. Bóng đi vào rổ và thêm một điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Tiếp tục chuẩn xác điểm số thứ hai đến từ Kencho Buckley, đến từ Jeremy Smith. Khoảng cách được thu hẹp xuống còn 10 điểm. Và cùng sân bóng tiếp tục thuộc về phía đội cao thủ Hồ Chí Minh City Wings. Đó là một turnover rất dở ở thời điểm mà thế trận đang nghiêng về phía Hồ Chí Minh City Wings. Phòng không ăn ý của Sa Nhung và hiện tại lối của Bùi Anh Khoa. Vinh. Chủ Bắc Ly. Trên mặt là Jeremy Smith. Vinh không bắt được bóng. Thời gian mà đang có đôi chút vấn đề với đội chủ nhà Saigon Heat để cho Hồ Chí Minh City Wings có được rất nhiều điểm phút thi đấu gần đây, và khoảng cách chỉ còn 10 điểm mà thôi, vẫn còn hơn một phút trong thời gian của hiệp đấu thứ ba. Ông Ma Van Pèo lại cũng sẽ có những nhắc nhở với các học trò của mình. Trận đấu gần nhất của Hồ Chí Minh City Wings, huấn luyện viên Eric Johnson bị cấm chỉ đạo lỗi kỹ thuật ở trận đấu trước đó. Sự trở lại của Eric Johnson ở trận đấu lần này, các học trò của ông cũng đang thi đấu tốt, thể hiện được một tinh thần thi đấu đáng khen ngợi. Thời điểm bị đội chủ nhà Saigon Heat dẫn trước tới khoảng 20 điểm, nhưng giờ đây thì khoảng cách đó chỉ còn 10 điểm mà thôi. Còn rất nhiều thời gian ở phía trước. Hai đội gặp nhau tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương thì cũng có thời điểm trong trận mà Saigon Heat đã dẫn Hồ Chí Minh City Wings 20 điểm. Đến phút cuối, cách biệt đó đã được san lấp. Và thời điểm khi trận đấu chỉ còn vài giây thì tỷ số lúc đó đã là 78-78. Và trận đấu suýt chút nữa đã phải bước vào thời gian hiệp phụ. Huống tranh chấp trước đó thì Phú Bình cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings trước khi đi ra ngoài sân. Chưa thể trở lại, các trọng tài đang xem lại pha bóng vừa rồi. Dù không có một giải thành công, nhưng dưới sự chỉ đạo của Eric Johnson, các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings vẫn luôn cho thấy một tinh thần thi đấu tuyệt vời. Sau đường truyền của Tim Will, rất khó để phân định giật bóng đã chạm tay của Phú Vinh hay chạm tay cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings trước khi ra ngoài. Như vậy kiểm soát bóng sẽ thuộc về phía cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings, và cho rằng bóng đã chạm tay của Phú Vinh trước khi đi ra ngoài.
cơ hội để cho đội khách có điểm số tiếp theo. Em Ken Sanyuk đang cầm bóng. Sanyuk thi đấu rất hay ở trong hiệp 3. Vẫn là Sanyuk. Và đây sẽ lại là một tình huống phát bóng luân phiên. Pha chạy bóng của Sanyuk và Dư Minh An. Hẹn cho Buckley. Đang là Kenzo Buckley. Tim Well. Phú Vinh. Quyết định ném của Phú Vinh. Ném không thành công và Dư Minh An là người có offensive rebound. Sẽ có thời gian để tổ chức lại một đợt tấn công khác cho Second Hit. Vẫn đang là Kenzo Buckley. Quá khó để lấy bóng của Kenzo Buckley. Hoàng Tú một lần nữa lại thất bại với 3 điểm của mình. Đây là cơ hội để phản công cho Hồ Chí Minh City Wings. Không có điểm cho Jeremy Smith. Bóng không đến được vị trí của Buckley. Lê Trần Đăng Huỳnh. Jeremy Smith. Là Smith. Chưa chuẩn xác, không có điểm cho City Wings ở pha bóng vừa rồi. Khoảng cách 10 điểm, 72-62 cho đội chủ nhà Saigon Heat. Trong một hiệp đấu mà Hồ Chí Minh City Wings, đội bóng đã thi đấu hiệu quả hơn. Sanyuk, cầu thủ thi đấu tốt nhất ở trong hiệp đấu thứ 3, mang lại những hy vọng dành cho City Wings về một màn ngược dòng sau khi đã bị cầu thủ Sanyuk bỏ khá xa trong hai hiệp đấu đầu tiên. Với những gì mà các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đang thể hiện ở trong hiệp đấu thứ 3 thì chúng ta hoàn toàn có thể trông đợi hiệp đấu cuối cùng sẽ giả vô cùng kịch tính giữa hai đội bóng cùng thành phố. Hồ Chí Minh City Wings không buông xuôi, 62-72 và vẫn còn rất nhiều cơ hội. Bùi Anh Khoa không có điểm cho Anh Khoa pha bóng vừa rồi. Trận đấu mà Bùi Anh Khoa có thể nói là đang khá tốn bóng trong tình huống tấn công của Hồ Chí Minh City Wings. Điểm số của anh vẫn là một con số 0 sau 9 lần ra tay. Bóng trở lại với cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Sanyuk sẽ lại là 2 điểm cho Sanyuk. Cách biệt bây giờ được rút ngắn xuống chỉ còn là 8. Rõ ràng là những cơ hội vẫn đang được thắp sáng cho City Wings nếu như Saigon Heat vẫn tiếp tục thi đấu như thế này. Buckley đã có lỗi với Kenzo Buckley. Đang tìm một lỗi dưới và sẽ không có ném phạt. Với pha ghi điểm trước đó thì Evgen Sanyuk đã có được 27 điểm bên cạnh 11 pha rebound. Nhân tố chính cho mạch ghi điểm của Hồ Chí Minh City Wings ở trong hiệp đấu thứ 3.
rất hay của ngoại bình bên phía đội khách. Hoàng Tú đưa bóng cho Tim Will. Có tình huống va chạm giữa Tim Will với cầu thủ bên phía đội khách của Hồ Chí Minh City Wings. Lỗi thuộc về phía đội khách Hồ Chí Minh City Wings ở pha bóng vừa rồi. Đó là lỗi cá nhân thứ 3 của Jeremy Sanyuk. Trận đấu của Sanyuk cũng đang giữ lỗi khá tốt cho tới lúc này. Liên tiếp có lỗi xảy ra. Lần này là lỗi của Phạm Hiền Tài. Mới chỉ trôi qua có 1 phút trong thời gian hiệp đấu thứ 4 thôi, nhưng đã có 3 lỗi đồng đội dành cho đội khách Hồ Chí Minh City Wings. Điều đó sẽ khiến cho gặp khó ở trong hiệp đấu cuối cùng. Tim Will. Là Tim Will không có điểm cho Tim Will và cơ hội phản công dành cho đội khách Evgen Sanyuk. Bóng cho Jeremy Smith. Smith để mất bóng nhưng bóng vào tay của Lê Trần Đăng Huỳnh và vẫn còn cơ hội cho đội khách. Đã có pha va chạm giữa Smith cùng với cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Trước đó thì Smith cũng thi đấu khá chậm ở trong hiệp đấu thứ 3. Dường như ngoại binh bên phía đội khách đang không có thể trạng tốt nhất. Chấn thương của Jeremy Smith sẽ là một tổn thất rất lớn cho Hồ Chí Minh City Wings, thì họ vẫn đang cho thấy những hy vọng để có thể lội ngược dòng trong trận đấu này. Một tình huống mà trên đà ngã xuống thì Jeremy Smith đã va vào tay của Hassan Thomas. Nên có lẽ tác động đó vào đầu của Jeremy Smith cũng không quá nghiêm trọng. Jeremy Smith có vẻ như đang không giữ được sự bình tĩnh của mình. Đã có lời qua tiếng lại giữa Jeremy Smith và huấn luyện viên Mark Van Pelt của Sài Gòn Heat. Trận đấu tưởng chừng như Hồ Chí Minh City Wings đã hết mục tiêu. Họ đang thi đấu rất cố gắng, cho thấy được một tinh thần thi đấu tuyệt vời. Đang cố gắng để bám đuổi trước đội chủ nhà Sài Gòn Heat. Tinh thần thi đấu điều mà Jeremy Smith cũng đã thể hiện từ đầu trận. Vừa rồi đã có thêm một lỗi được tính cho Hồ Chí Minh City Wings. Cú phạt Kencho Buckley. Không có điểm cho Buckley. Kencho Buckley ngày hôm nay cũng đang ở khá gần với Triple Double. Anh cần thêm 1 rebound và 3 kiến tạo. Giờ sẽ là khoảng thời gian timeout. Tỷ số lúc này vẫn đang là 72-64 nghiêng về phía Sài Gòn Heat. Khoảng cách là 8 điểm của Hồ Chí Minh City Wings đã rút ngắn được đáng kể cách biệt với Sài Gòn Heat. Nhưng ở hiệp đấu thứ tư này thì họ cũng đang gặp phải những rắc rối, đặc biệt là về những tình huống lỗi. Hồ Chí Minh City Wings đã phạm quá nhiều lỗi cá nhân trong hiệp đấu này. Thậm chí bây giờ thì Hiền Tài cũng đã có 4 lỗi cá nhân. Sanyuk hay Jeremy Smith với 3 lỗi cũng là những người sẽ phải hết sức cẩn thận. Và những tình huống phạm lỗi tiếp theo của Hồ Chí Minh City Wings cũng sẽ mang tới những quả đấm phạt dành cho Sài Gòn Heat. Vẫn còn một khoảng thời gian rất dài phía trước. Vẫn còn những cơ hội dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Một trận đấu mà Sài Gòn Heat cũng đã nhập cuộc với một thái độ rất nghiêm túc. Kencho Buckley gần như thi đấu trọn vẹn 6 phút ở trên sân. Rõ ràng thì Sài Gòn Heat muốn hướng đến vị trí số 1 khi kết thúc mùa giải chính. Nhưng họ sẽ vấp phải những trở ngại đến từ Smith và các đồng đội của mình. Thank you.
đã có cho mình 18 điểm cạnh 6 rebound và 6 pha kiến tạo từ đầu trận. Trong 18 điểm của Jeremy Smith thì 16 điểm đến ở hai hiệp đầu. Còn ở nửa sau trận đấu, anh mới chỉ bổ sung thêm cho mình có 2 điểm. Và đó là điểm số đến từ những cú ném phạt. Cũng rất may cho thầy trò ông Eric Johnson khi trong khoảng thời gian mà Smith phần thi đấu sa sút ở hiệp 3, Evgen Sanyuk lại tỏa sáng, điểm số liên tiếp cho đội khách. Ở đây thì họ vẫn còn cơ hội. Trần Văn Trung có dứt điểm ở góc không độ, không chuẩn xác của Phạm Hiền Tài. Trung Trần, Lê Trần Đăng Huỳnh. Đăng Huỳnh quyết định đột phá vào trong, nhưng gặp phải trở ngại. Đăng Huỳnh bóng đến tay của Evgen Sanyuk và Phạm Hiền Tài. 2 điểm cho Hiền Tài và thêm 2 điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Cách tiếp tục được thu hẹp cho đội khách. Cách chỉ còn 6 điểm mà thôi. Diễn biến quá kịch tính tại nhà thi đấu của Saigon Heat. Thêm một turnover của các thủ Saigon Heat. Quán Trung, Hiền Tài. Có khoảng trống để Hiền Tài ném vào. Bóng quay ngược trở lại chính tay của Hiền Tài. Chuyền để cho Đăng Huỳnh. Không có điểm. Chú Bang Ly. Trong khoảng thời gian khó khăn thì Saigon Heat sẽ cần đến mà tỏa sáng của Kencho Bang Ly. Đúng là trong tay Bang Ly. Và 3 điểm thuộc về Kencho Bang Ly. Đề cập thì Kencho Bang Ly muốn cho thấy phẩm chất ngôi sao của mình ở vào những thời khắc quan trọng. Cú ném để đảm bảo lợi thế cho Saigon Heat khi mà Hồ Chí Minh City Wings đã có liên tiếp những điểm số trong hiệp thứ tư. Sa Nhúc. Cơ hội cho Trung Trần. Không được, bóng bật vạch rổ. Kencho Buckley. Vẫn đang là Kencho Buckley. Quyết định tự mình dứt điểm. Thêm 2 điểm của Kencho Buckley. 77-66. Khoảng cách lại được tăng lên 2 chữ số. Một sao được Kencho Buckley thì rất rõ ở những tình huống bóng vừa rồi. Điểm số liên tiếp dành cho đội chủ nhà. Gian không dễ dàng dành cho Hồ Chí Minh City Wings khi mà Jeremy Smith không có mặt ở trên sân, không có được một đối trọng với Kencho Buckley. Vậy thì Kencho Buckley đã có được 20 điểm rồi, bên cạnh 10 foul rebound, anh chỉ còn thiếu có 3 kiến tạo thôi, có được thêm một triple double trong mùa giải. Nhìn cách chơi ở những pha bóng gần đây của Kencho Buckley thì chúng ta hiểu rằng Kencho Buckley đang muốn tìm kiếm thêm một chiến thắng hơn là những bộ chỉ số cá nhân. Anh là người trực tiếp thực hiện hai tình huống ghi điểm gần nhất của Saigon Heat để mang lại lợi thế lớn cho đội chủ nhà vào lúc này. Với phong độ thể hiện ở buổi giải này, có lẽ danh hiệu MVP sẽ không thể thoát khỏi tay của Kencho Buckley. Mình thi đấu cực kỳ ấn tượng trong màu áo của Saigon Heat. Ben Sanyuk, điểm số 1 ở trên sân của Hồ Chí Minh City Wings. Vậy Smith đã trở lại sân rồi. Jeremy Smith không có điểm cho Smith. Cơ hội tấn công dành cho Saigon Heat, khoảng cách 11 điểm dành cho đội chủ nhà. Còn gần 7 phút trong thời gian hiệp đấu thứ tư, vẫn còn rất nhiều thời gian. Kencho Buckley đưa bóng cho Dư Minh An đột phá vào trong và kích ra cho Hassan Thomas. Không có điểm cho Thomas. Vậy thì đó là lỗi của Dư Minh An. Dư Minh An đã mắc hai lỗi cá nhân từ đầu trận. Đầu tiên một sao hit ở trong đấu cuối cùng. Phạm Hiền Tài bóng cho Jeremy Smith. Smith tiếp tục để mất bóng, không phải lần đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay. Kencho Buckley và hỗ trợ đến từ Hassan Thomas vẫn không có điểm dành cho Saigon Heat. Evgen Sanyuk và Smith
2 điểm đến từ Jeremy Smith. Tình huống dễ như thế này rất nhiều, Jeremy Smith không thể bỏ lỡ. Jeremy City Wing cần phong độ của Jeremy Smith giống như hai hiệp đầu tiên. Sa Nhúc cũng pha tranh bóng tốt với Hassan Thomas. Phòng phòng viên vẫn sẽ thuộc về các cầu thủ chủ nhà. Còn 6 phút trong hiệp đấu thứ tư, cách biệt lúc này là 9 điểm, khoảng cách mà cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing hoàn toàn vẫn có thể san lấp. Sài Gòn Heat vẫn chưa thể biết họ sẽ cần phải đặt vé máy bay đi đâu. 3 điểm của Phú Vinh, số rất quan trọng của huấn luyện Phú Vinh. Smith đang cầm bóng, cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing không dễ từ bỏ. Em Ghen Sa Nhúc giả rất hay, phản ứng tái quyết định đưa bóng cho người đồng đội của mình. Rồi có thêm một khoảnh khắc ghi điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Điểm số thuộc về Bùi Anh Khoa. Điểm số đầu tiên của Bùi Anh Khoa trong trận đấu ngày hôm nay. Trần Đình An dẫn bóng rất lắt léo và đường truyền đến tay của Kencho Buckley. Vẫn đang là Kencho Buckley. 3 điểm của Kencho Buckley. Tình huống xử lý có thể khiến cho Jeremy Smith bị tiền đình. Như anh Huy đã đề cập, tình huống mà Bắc Lý hoàn toàn có thể đưa bóng cho Hoàng Tú để quyết định tự mình dứt điểm. Lê Trần Đăng Huỳnh ở góc 45 độ, bóng đi vào rổ, lại có điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Cho Gary Johnson chắc chắn chưa từ bỏ, có cách 10 điểm. Dương Minh An, tình huống tuyệt vời đang được Hồ Chí Minh City Wings thể hiện. Kencho Buckley, cầu thủ đội khách cũng hiểu rằng để trận đấu cuối cùng của họ trong mùa giải. Hassan Thomas, vẫn là Thomas. 1 giây và 24 giây tấn công đã hết với Sài Gòn Heat. Pha bóng mà có lẽ Kencho Buckley cũng không hiểu được các đồng đội làm gì. Họ chuyền bóng cho anh khi anh đang đứng ở gần giữa sân, khi mà đồng hồ đã về tới những giây cuối cùng. Hồ Chí Minh City Wing đã phòng thủ thành công và bây giờ họ lại có cơ hội để rút ngắn khoảng cách. Trần Văn Trung trở lại, một trong những cầu thủ có khả năng ném ba tốt và sẽ là người có khả năng để kéo giãn đội hình phòng ngự của Sài Gòn Heat. Văn Trung bóng cho Sa Nhúc. Sa Nhúc đã dẫm vạch. Vậy thì đó là một tình huống phạm lỗi của Hassan Thomas. Pha ra tay chuẩn xác đến từ Phạm Yên Tay. 3 điểm tiếp theo. Khoảng cách được rút ngắn xuống chỉ còn 7 điểm thôi. Phạm Yên Tay cũng đang có một trận đấu hay, nhưng đây là cơ hội dành cho Sài Gòn Heat. Dư Minh Ngàn, cao thủ chủ nhà, huấn luyện Phú Vinh rất thuận lợi. 2 điểm đến từ Phú Vinh. Tình huống ăn miếng trả miếng của cao thủ hai đội và chúng ta vẫn chưa thể khẳng định điều gì. Thời gian trận đấu vẫn còn đến gần 4 phút. Và rồi điểm số thứ 12 bên cạnh 12 pha rebound cho Phú Vinh từ đầu trận. Lại có thêm điểm dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Lê Trần Đăng Huỳnh, cầu thủ đã mang về 3 điểm cho đội khách. Rất nhiều những vị trí khác nhau trong đội hình của Hồ Chí Minh City Wings đều đang vào tay. Và đó sẽ là một cơ hội rất tốt để City Wing có thể nghĩ tới một màn ngược dòng. Chuyền bóng tốt của cầu thủ Sài Gòn Heat. Câu trả lời của Phú Vinh. Bữa tiệc 3 điểm đang được các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing và Sài Gòn Heat thực hiện. Jeremy Smith bóng cho Đăng Huỳnh. Đẹp ghen Sa Nhúc. Vẫn là Sa Nhúc. Thứ hai cầu thủ bên phía Sài Gòn Heat rất khéo. Tiếc không có điểm cho Sa Nhúc ở pha bóng vừa rồi. Phản công nhanh Kencho Buckley. Vẫn là Buckley. Cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings đã kịp thời lui về. Kencho Buckley quyết định đột phá vào trong và kích ra cho đồng đội của mình. Không có điểm cho Sài Gòn Heat. Cơ hội để phản công cho Hồ Chí Minh City Wings. Bóng đến tay của Smith. Jeremy Smith. 2 điểm quá dễ dàng cho ngôi sao của đội khách. 81-88. Thời gian còn 2 phút 27 giây.
lúc mà Sài Gòn Heat không nên bị cuốn vào lối chơi nhanh của Hồ Chí Minh City Wings. Ở trong hiệp thứ tư, thời điểm đó anh cần phải có những điểm số đột phá và dứt điểm mang tính cá nhân của Kencho Buckley cũng rất hiệu quả, lại có thêm điểm cho Kencho Buckley. Tỏa sáng cần thiết để Sài Gòn tiến gần hơn đến một chiến thắng ở trận đấu ngày này. Xả nhúc quá hay, vòng vây của hai cầu thủ bên phía chủ nhà nhưng vẫn có điểm cho ngoại binh của City Wings. Hai phút trong hiệp đấu thứ tư, tham ảo của Sài Gòn Heat đang ở gần chiến thắng nhưng cần phải thực sự tập trung để giữ vững những lợi thế của mình. Ba điểm rất đẹp của cầu thủ hai bên. Rất nhiều cầu thủ đã có những cú ba điểm thành công trong trận đấu thứ tư. Bên phía Hồ Chí Minh City Wings đó là Hiền Tài hay Lê Trần Đăng Huỳnh. Còn Sài Gòn Heat có Phú Vinh và Kencho Buckley. Cá nhân mà chúng ta phải nhắc đến để duy trì những hy vọng cho Hồ Chí Minh City Wings. Evgen Sanyuk đã có được 29 điểm rồi ở trận đấu cuối cùng trong mùa giải. Cũng có thể đội bóng của anh sẽ phải nhận thất bại. Tuy nhiên, Sanyuk đã có kỷ lục cá nhân về số điểm của mình tại VBA 2023 với 29 điểm. Trước đó thì có 3 lần trong mùa giải mà Sanyuk có được số điểm 24. Một lần trong mùa áo của Ho Chi Minh City Wings và 2 lần trong mùa áo của Dragons. Hôm nay thì Sanyuk đã có được 29 điểm bên cạnh 12 pha rebound, 5 pha kiến tạo. Cầu thủ thi đấu hiệu quả và ổn định nhất trong đội hình của đội khách từ đầu trận. Hy vọng vẫn còn với Hồ Chí Minh City Wings. Hôm nay thì Phạm Hiền Tài cũng có 11 điểm sau 16 điểm kỷ lục cá nhân có được trước Dragons. Hôm nay thì Hiền Tài trong một trận đấu đánh giá khó khăn hơn, anh cũng đã có cho mình 11 điểm. Kencho Buckley còn gần 2 phút trong hiệp đấu cuối cùng. Tuy nhiên cao thủ sở thiết sẽ không vội để những tình huống mà mình được kiểm soát bóng. Kencho Buckley bóng vẫn đang trong tay cầu thủ số 24, đưa bóng cho Dư Minh An. Hassan Thomas, Hassan không có điểm cho Hassan ở pha bóng vừa rồi. Cơ hội dành cho đội khách. Jeremy Smith, tốc độ của Smith rất hay và hai điểm cho Jeremy Smith. Họ tiến gần hơn đến đội chủ nhà. Hồ Chí Minh City Wings sẽ cần phải tiếp tục phòng thủ tốt giống như tình huống vừa rồi. Khi đó thì những cơ hội sẽ được mở ra. Phú Vinh, Dư Minh An. Lối tấn công, trọng tài xác định lối tấn công của cầu thủ Sài Gòn Heat. Điều đó đồng nghĩa City Wings sẽ lại có thêm cơ hội để rút ngắn được khoảng cách. Diễn biến rất hấp dẫn trong trận đấu cuối cùng của regular season. Sanyuk, đường chuyền hay của Sanyuk, chuẩn bắn trúng. Sanyuk lại có lỗi. Sài Gòn Heat cũng đã sử dụng hết những lỗi đồng đội của mình. Phút cuối của hiệp đấu thứ tư thì vẫn đang rất căng thẳng và hấp dẫn. 6 điểm phải còn hy vọng dành cho Wings. Jeremy Smith, là Smith rất cố gắng và 2 điểm cho Jeremy Smith. Rất hay, Smith cũng đã trở lại hiệp đấu thứ tư vào thời điểm quan trọng. Cách chỉ còn 4 điểm mà thôi. Tình huống mà Kencho Buckley và sau đó Hassan Thomas cố gắng để ngăn cản Smith nhưng không thể. Các cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời của cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings.
24 điểm cho Smith từ đầu trận. Và tình huống vừa rồi còn có end one cho Smith. Điểm số tiếp theo có cách được thu hẹp xuống còn 3 điểm. 3 điểm và 52 giây. Sẽ là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng. Thời gian quan trọng của trận đấu và có thể là ảnh hưởng tới cả giai đoạn playoff ở phía trước. Giữa Vĩnh An, trước mặt là Trần Văn Trung. Chuyền bóng cho Kendall Buckley. Không có cầu thủ nào di chuyển ra để kèm Dương Minh An. Và 3 điểm của Dương Minh An. Vừa rồi thì Trần Văn Trung quá để ý vào Kendall Buckley, dù Jeremy Smith cũng đã có ý định switch để Giang là quyết định tiếp tục theo Kendall Buckley. Và cần Trần Văn Trung phải là người tiếp tục đuổi theo Dương Minh An. Tối đa mà Celtics phải thể hiện trong trận đấu cuối cùng của mùa giải chính, trận đấu không hề dễ dàng cho thầy trò Mark Cantwell. Họ đang có lợi thế lớn, thời gian không còn nhiều. Kendall Buckley, là Buckley, có tấn công cho Saigonis. Có vẻ như đã có điểm cho Hoàng Tú. Điểm số tiếp theo, điểm số thứ 12 cho Hoàng Tú từ đầu trận và khoảng cách 8 điểm rồi. Có lẽ cũng đã hết với Hồ Chí Minh City Wings rồi sau pha ghi điểm vừa rồi của Hoàng Tú. Cố gắng đến từ Jeremy Smith có lẽ không đủ để giúp cho đội bóng của anh có được thêm một chiến thắng. Đột phá trước đó và dứt điểm của Foster đến từ vị trí của Hoàng Tú gần như một lời khẳng định về chiến thắng dành cho Sài Gòn Heat ở game đấu cuối cùng trong mùa giải chính. Và ngày hôm nay thì Sài Gòn Heat với 3 điểm thành công của Dương Minh An đã có 19 quả 3 điểm thành công sau 45 lần ném, tỷ lệ thành công 42%. Trận đấu mà họ phá kỷ lục với số 3 điểm thực hiện thành công trong một game đấu của VBA trong một mùa giải, mà đây thực sự là một thông số làm khổ những người thống kê vì liên tục có những đội bóng phá vỡ kỷ lục. Cách còn lại thì có lẽ rất khó để Hồ Chí Minh City Wings có thể làm được gì khi mà Sài Gòn Heat sẽ chỉ cần giữ bóng lại. Vẫn còn bóng cho chính nhân. Khoảng cách 7 điểm là khoảng cách rất khó gỡ ở những giây cuối. Vì về mặt lý thuyết, kể cả lý tưởng nhất, cũng sẽ phải cần ít nhất là 2 tình huống kiểm soát bóng có thể gỡ được 7 điểm. Chúng ta đã có thể bắt đầu khẳng định về một chiến thắng dành cho Sài Gòn sau pha dứt điểm vừa rồi. Đây là những điểm số đến từ vị trí của Hoàng Phú. Cầu thủ đã có một trận đấu rất hay. Và ghi điểm của Trần Văn Trung khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc dành cho Sài Gòn. Một trận thắng với cách biệt 7 điểm dành cho nhà đương kim vô địch. Chính thức có được vị trí hạt giống số 1 khi tiến vào playoffs. Giải thứ 3 liên tiếp tại VBA mà Celtics đứng ở vị trí số 1 khi mùa giải chính khép lại. Phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những gì mà Kendall Buckley và các đội của anh đã thể hiện. Còn với Hồ Chí Minh City Wings, trận thua khiến cho họ rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. 6 trận thắng và 12 trận thua kém các thủ thuật của Memphis về chỉ số đối đầu. Chúng ta vẫn phải dành những lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu quá tuyệt vời của Hồ Chí Minh City Wings. Regular season của VBA 2023 đã khép lại với vị trí dẫn đầu cùng với Sài Gòn Heat. Và họ giành lấy vị trí này trong game đấu cuối cùng. Game đấu diễn ra trên sân nhà CIS. Và sau đây sẽ là lễ trao giải cho regular season của Sài Gòn Heat, và đó sẽ là một động lực rất tốt cho trước khi hướng tới những game đấu playoff ở phía trước với đối thủ sẽ là Thăng Long Warrior. Và xin được trân trọng kính mời ông Trần Du Sa, giám đốc điều hành giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA, sẽ lên trao Supporter Cup, cúp vô địch vòng loại cho đại diện câu lạc bộ Sài Gòn Heat. Xin kính mời ông ạ. Và
Potter Cup sẽ được trao lại cho huấn luyện viên Matt Van Pelt. Và bằng khen sẽ được trao cho đội trưởng Team Well. Vâng, xin mời quý vị, các bạn, cổ động viên hãy cùng hô với Hoài Vũ. 1, 2, 3, Sài Gòn Heat nha. 1, 2, 3, Sài Gòn Heat. Da, la, 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 la. Hãy to lên mọi người. We are Sài Gòn. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Chu Sa rất nhiều. Vâng, mọi người chúng ta hãy cùng hát vang và đợi một chút xíu chúng ta có thể xuống sân chụp ảnh với các cầu thủ của Sài Gòn Heat và với chiếc cúp Spotter Cup này. Chờ một chút xíu thôi mọi người ơi. Vâng, và xin mời mọi người cùng xuống bên dưới để cùng với tất cả các cầu thủ của Sài Gòn Heat chúng ta làm một bức ảnh, một group photo với tất cả các cầu thủ nào. Xin mời. I'm a champion, my friend. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Và kính thưa quý vị, các bạn cổ động viên thân mến, và chúng ta sẽ cùng chụp một bức ảnh chung với nhau và có sự kết hợp với các bạn cộng tác viên. Vâng ạ. Vâng, xin mời quý vị, các bạn cổ động viên chúng ta hãy ở lại sân thi đấu thêm một lát nữa, vì chúng ta tất cả mọi người, những ai có mặt để ăn mừng chiến thắng ngày hôm nay sẽ được chụp ảnh với tất cả các cầu thủ của Sài Gòn Heat cùng với chiếc cúp Spotter ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau làm một group photo. Vì vậy sau khi phỏng vấn của đài truyền hình kết thúc, chúng ta sẽ cùng xuống sân để cùng chụp ảnh với nhau. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy trận đấu cuối cùng của Regular Season VBA 2023 tường thuật trực tiếp bởi VTV Cup đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Sài Gòn Heat. Tỷ số chung cuộc giữa Sài Gòn Heat và Hồ Chí Minh City Wings là 98-91. Với các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings thì họ vẫn có tâm thế ngẩng cao đầu để rời khỏi sân chơi của VBA 2023, bởi họ đã cống hiến hết mình cho khán giả với những trận cầu vô cùng hấp dẫn. Và ngay bên cạnh Việt Nga lúc này là đầu tàu của Sài Gòn Heat, huấn luyện viên trưởng của Sài Gòn Heat, ông Matt Van Pelt. Và chúng ta sẽ cùng trao đổi với ông về một mùa giải vừa qua rất thành công với Sài Gòn Heat trước khi mà bước vào playoff. So congratulations for the winning game tonight. Do you satisfied? Are you satisfied with the results and overview overall for the whole season? Yeah, I mean, to come out with the number one seed, of course, we're happy with that. And to do it with one import, which we knew was going to be a challenge. We took a couple bumps along the way, picking up four losses. But to respond and to finish and be able to get the one seed, we're pretty proud of it. Happy to get the Supporters Cup trophy, but that's really not the trophy that we're after. So we know the real season starts now. Regular season, we really just treat it as a means to keep trying to get better. We're able to get healthy now as we get to a playoff push. So it's just about trying to play our best basketball now come playoff time. So how do you get your team to play together, build strong team with encourage team building, teamwork? Yeah, so our guys have really good chemistry. I mean, the majority of our unit has been together for a few years now. So the guys get along, they get after each other in practice, they push each other hard.
And I think games like this where, you know, the other team's making a run, but we're able to withstand that run and make some plays down the stretch. Our last two games were like that. I think that builds confidence for our guys. Sir, how's the preparation for the upcoming games, upcoming playoffs against Hang Lung Warriors? How is the process? Yeah, so we have a lot of respect for the Warriors. Obviously, they beat us our last game there. We know it's going to be a tough opponent. Right now, we're just going to rest and watch some film over the next day. Maybe 2 days, we'll see how it goes, then we'll get in the gym and we'll start to prepare for the Warriors accordingly. Thank you so much for enjoying tonight, and thank you. The cup is waiting for you guys. Thank you very much, appreciate it. Và Việt Nga vừa hỏi huấn luyện viên Matt Van Pelt ba câu hỏi. Đầu tiên là ông có hài lòng với mùa giải vừa rồi, và nhìn tổng quan lại thì ông cảm thấy mùa giải vừa rồi ở regular season với Sài Gòn Heat như thế nào? Thì coach Matt Van Pelt đã trả lời rằng là chúng tôi đã rất nỗ lực, và mặc dù là chúng tôi đã có một vài trận thua, nhưng mà đó cũng là những bài học dành cho chúng tôi để chúng tôi có thể bước vào vòng playoff với một tâm thế quyết tâm hơn. Và với những bài học đó thì họ sẽ cố gắng để thay đổi làm sao để có được những trận đấu tốt hơn và những chiến thắng thuyết phục hơn. Còn câu hỏi thứ hai tôi hỏi coach Matt Van Pelt đó là làm sao để ông có thể xây dựng một tinh thần đồng đội và giúp cho các đội cầu thủ của Sài Gòn Heat có thể kết nối với nhau, gắn kết với nhau như vậy. Thì ông nói rằng là Sài Gòn Heat đã tập luyện với nhau và họ đã xây dựng đội hình này trong rất là nhiều năm, trong vài năm vừa qua rồi, và họ đã có rất nhiều thời gian để ăn tập cùng với nhau, và các cầu thủ của họ đã rất hiểu nhau. Mỗi ngày họ đều cố gắng nỗ lực quyết tâm, và đó chính là lý do vì sao mà họ có được một đội hình gắn kết như vậy. Và ông luôn cổ vũ tinh thần đồng đội để họ có được một kết quả tốt nhất, và những cái gì mà khán giả đã được chứng kiến thì đó là đều là nỗ lực của toàn đội. Và một câu hỏi thứ ba, một câu hỏi rất là quan trọng khi mà chúng ta sắp hướng đến playoff, tôi đã hỏi coach Matt Van Pelt đó là ông đã chuẩn bị cho những trận đấu gặp đối thủ tiếp theo của mình, đó là Thăng Long Warriors, trong playoff như thế nào. Thì ông đã trả lời là Thăng Long Warriors là một đối thủ rất là khó chơi. Mặc dù là họ đã đánh bại Thăng Long Warriors trong những trận đấu trước đó của regular season, nhưng mà vào chung kết thì là một câu chuyện rất là khác. Họ sẽ xem xét rất kỹ những băng ghi hình của các trận đấu cũ, và họ sẽ tìm ra những cái phương án làm sao để có thể đánh bại được đối thủ này và mang về niềm vui cho các cầu thủ nhà, cho các cổ động viên nhà. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình của VBA 2023 cùng với huấn luyện viên chuyên gia Lê Trần Minh Nghĩa. Anh, một trận đấu tiếp tục là một trận đấu rất hấp dẫn của VBA, mặc dù là chúng ta cũng có thể đoán được trước kết quả rồi, đúng không anh Minh Nghĩa? Thật sự là cái tinh thần của City Wings và đặc biệt là các cầu thủ nội binh ở hai hiệp đấu cuối, đặc biệt là chỗ các nội binh Phạm Hiền Tài, Trần Văn Trung cũng như là Lê Trần Đăng Huỳnh đã rất là nỗ lực trong phòng thủ cũng như tấn công, và đã gánh vác được và đã giúp cho giúp anh Sáng Nhút cũng như là Jerry Smith có một thế trận tốt, và đâu đó chúng ta cũng cảm thấy là hai hiệp cuối rất là hấp dẫn, gây cấn giữa cả hai đội. Và đương nhiên là Sài Gòn với chiều sâu đội hình tốt hơn và các cầu thủ bản lĩnh hơn thì họ đã có chiến thắng cuối cùng và giành lấy chức vô địch regular season. Vậy thì với những trận playoff tiếp theo thì anh đánh giá thế nào về cặp đấu giữa Sài Gòn Heat và Thăng Long Warriors cũng như Hà Nội Buffalo và Nha Trang Dolphins? Về cặp đấu của Sài Gòn Heat và Thăng Long Warriors thì như là hai thái cực. Một bên là Sài Gòn Heat với được xây dựng với một cái đội hình gắn kết với các bài chạy tấn công nhanh đẹp mắt cũng như là các cầu thủ ném xa rất là tốt, rất là hiệu quả. Còn bên còn lại thì Thăng Long Warriors năm nay được xem là một đối thủ rất là khó chịu ở mặt phòng thủ, với sự vững chãi của cầu thủ trung phong cao to và với lại các cầu thủ của Thăng Long Warriors năm nay thì họ cũng là những cầu thủ chín mùi của VBA, đã thi đấu rất là nhiều kinh nghiệm, và có những cầu thủ John Field, Justin Young là những cái bức tường bảo vệ rổ rất là tốt. Và cái cặp đấu này sẽ là một cặp đấu giữa công và thủ, và cái sự rebound, bắt sao và rebound, cuộc chiến với bản rổ rất là quan trọng và sẽ giúp cho đội nào muốn chiến thắng cũng phải chiến thắng được cái cuộc chiến bắt sao, rebound với bản rổ. Cũng như là Thăng Long Warriors cần có những cái bài khắc chế cái khả năng tấn công đa dạng của Kendrick Buckley cũng như là cái tay ném của Sài Gòn Heat,
cái tay ném của Sàng Hít khi mà họ đã nóng tay thì rất nhiều cầu thủ có thể ném được. Thì một trong những cái vũ khí lợi hại của Sàng Hít đó là sự tấn công đa dạng của Kendrick Buckley cũng như là các tay ném nóng máy, và hầu như rất là nhiều cầu thủ của Sàng Hít không trận này cũng trận khác thì họ cũng sẽ thay phiên nhau để nổ súng. Thì đó là một cái vũ khí rất là lợi hại của Sàng Hít trong vòng playoff. Anh dự đoán thế nào về kết quả những game đấu playoff giữa Sài Gòn Heat và Thăng Long Warriors? Thực sự là theo tôi thì Sài Heat vẫn hơn những hơn một chút, và họ đang có lợi thế sân nhà là sẽ đấu hai game ở trên sân của Sài Heat, và với thể thức là BO3 thì là thắng 2 thì tôi nghĩ là Sài Heat sẽ thắng được, sẽ có nhiều lợi thế hơn và có thể kết quả sẽ là 2-1 nghiêng về Sài Heat ở cặp đấu Thăng Long Warriors và Sài Gòn Heat. Còn với Hà Nội Buffalo và Nha Trang Dolphin thì sao? Thì đấy có vẻ là một cặp đấu khó lường hơn rất nhiều, và đây chắc chắn là một đối thủ rất là khó chơi cho Hà Nội Buffalo, đúng không ạ? Nha Trang Dolphin năm nay là một đội bóng như là con ngựa ô của giải. Có những trận họ thi đấu không tốt nhưng mà có những trận họ rất là thăng hoa. Và đặc biệt cái sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lukic là một huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm của BBA, cũng như là họ có một trong những hậu vệ cầm bóng số 1 của BBA mùa giải trước, đó là Madarius Gibbs. Và các tay ném của Nha Trang Dolphin, Nha Trang Dolphin thi đấu lối thi đấu vận hành cũng giống như Sàng Hít, và họ có sự vững chãi ở vòng trong của Dominic Thâm là một trong những Việt kiều có thể hình, có thể trạng tốt và làm chủ khu vực vòng trong dưới bảng rổ, cũng như là Samson là ngoại binh bắt đầu thi đấu nóng tay hơn, càng vào sâu, càng vào những trận sau thì anh ta bắt đầu thi đấu tốt hơn. Thì rõ ràng là Nha Trang Dolphin theo tôi thì vẫn nhỉnh hơn Buffalo một chút. Thật sự Buffalo vẫn đã xây dựng được một cái gối chơi gắn kết giữa các cầu thủ với nhau. Tuy nhiên hiện nay là một vài trận gần đây, tôi thấy có sự sa sút của Anthony Genuri là tay ghi điểm số 1 của Buffalo. Có một vài thông tin ngoài là thì khi mà anh ta đưa những cái thông tin lên mạng xã hội thì có vẻ là tôi không biết có vấn đề gì ảnh hưởng đến tâm lý của Anthony Genuri và đội Buffalo hay không. Thì nói là một vài trận gần đây thì anh ta thi đấu không được tốt và với hiệu suất không cao. Tuy nhiên nếu Genuri cũng như là Osakwe thi đấu đúng sức của mình, cũng như là sự nỗ lực của các nội binh như là Nguyễn Tiến Dương, một cầu thủ rất vào tay trong năm nay, cũng như là Đinh Tiến Công, thì rõ ràng là Buffalo cũng rất là đáng ngại trong vòng playoff. Rất cảm ơn anh Minh Nghĩa với những chia sẻ vừa rồi, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ được theo dõi một playoff thật là cháy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng chờ đón những trận đấu playoff đầu tiên vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9 tới giữa cặp đấu của Sài Gòn Heat, Thăng Long Warriors và Hà Nội Buffalo, Nha Trang Dolphin. Nếu quý vị có thể thì hãy đến sân để tận hưởng bầu không khí của VBA. Còn nếu không thì hãy luôn theo dõi trên các nền tảng, các hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.